Vị quân đó chính là Jermaine Defoe và đối đầu với Egypt trong tay của game thủ Vinh Minh U98. Và tất nhiên với chất quân như thế này, chúng ta sẽ đánh giá được nhỉnh hơn so với game thủ đại diện của Clan Vitamin. Quả đầu đang có đó chính là 6 cây, một bầy hiêu đầu đã có tới từ game thủ chim sẻ. Một thế bài ở khu góc 10 giờ mỏ vàng cũng đã thấy luôn. Với con foe như thế này thì chắc hẳn là anh em đã định hình được những cái lối đánh. Ví dụ như bài foe thì chúng ta sẽ có lợi thế về khả năng em đời hơn. Chúng ta sẽ tận dụng những đơn vị lạc đà thềm đầu, sau đó sẽ chuyển thêm kẹp cung R để đối đầu đội bạn. Thì đó cũng là một cái thế trận rất là ok để cho đội chim sẻ. Em tránh Chu Diệm nha, tránh Cậu Tâm. Rất mong anh em cho Sim Live một xe nhá. Bảy dẫn đầu thì chắc là không ai chậm đâu. Thế trên dẫn đầu thì đau quá. Đây là những bước đi dò đầu tiên tới cái thủ chim sẻ, chỉnh dân để có thể khai thác mỏ quả đầu của mình, cho dân khai thác gỗ. Con này đi vòng một vòng thì con dân thứ 9 lên lùa hiêu gì gì đó. Bò nhà chính đội bạn 5 lít. Ây! Làm sao bò nhà chính đội bạn cụ bắt bò nhà chính đối thủ thế này. Khó anh ơi. Rồi. Có điện thoại. Alo. Ừ. Không, bận rồi. Gọi ở tầng 1 có mấy anh em ở dưới tầng 1 gọi to lên. Rồi, ta cũng quay trở lại với trận đấu này. Như lại một game thủ phải nói là rất tiềm năng, chúng ta sẽ có mặt tại địa điểm thi đấu để theo dõi và hỏi những điều bổ ích. Các bạn biết lại rồi đấy. Có voi có quả dành cho đội chim sẻ và bây hiệu được đưa về. Sư tử em ơi. Rồi, quay đầu kịp thời và lùa mấy con tiêu này về. Quả phụ thì nó lại sát với cái rừng nhìn rất là dớ dần anh em ạ. Chào anh Leo Tuấn Quỳnh nha, chào anh em. Rồi, bấy hiệu đưa về, một bấy hiệu 6 con, 2 voi quả phụ. Nói chung đây là bài cơ bản, đi vòng ra trước cửa nhà thấy thêm 2 voi nữa thì sẽ thành bài 4 voi hiệu đầu quả phụ mắc của mắc. Né qua mấy con sư tử đây rồi và giải quyết bấy hiệu này thôi. Em chào anh Trung Hào nha, chào tất cả em đang xem. Đó là he he, không anh, không phải he. Vâng, hô to lắm rồi, không ai mới khóa bấm cửa cho nó hay sao ấy. Không phải à, ok anh em đợi chút mình đi xuống mở cửa cho anh em cái. Rồi, chúng ta cùng quay trở lại với trận đấu này thôi. Hello anh em, chắc chắn là sĩ đủ rồi anh em ơi. Chúc mừng đội, sĩ Yamatoi sẽ có mặt ở đây. Và con hiệu cuối cùng được chim sẻ nắng đưa về. Bài cơ bản thôi, đối với bầy hiệu một quả để đối đầu với cái thủ Vinminu 98 và có thêm bầy hiệu phụ bên ngoài. Ok, cảm ơn anh em. Nếu em thích. Quên rồi. Rồi, và bắt đến với trận thi đấu này, trận thi đấu đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu và thực sự cảm ơn đến nhà tài trợ Omino đã tin tưởng và đồng hành cùng chim sẻ nắng Studio. Nhà tài trợ Omino của tôi là một đơn vị chuyên cung cấp các dòng sản phẩm chăm sóc và tẩy rửa nội thất ô tô, và anh em nào đang muốn trở thành đại lý phân phối các sản phẩm tới từ nhà tài trợ Omino chúng tôi thì các bạn có thể liên hệ qua số điện thoại hotline đang có trên màn hình, đó chính là số điện thoại hotline 0396942122. Rất mong được anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng chim sẻ nắng Studio. Cảm ơn anh em rất nhiều nha. Và đây là con voi đầu tiên được game thủ chim sẻ nắng đưa về. Và anh em đi làm rồi anh ơi. Thì game hơi bé ok luôn, cho to tí game luôn. Hôm nay bắt đầu đi làm rồi anh em ơi, tránh Bùi Công nhá. Cảm ơn cái may quá anh em vẫn nhớ, Hải Mario tưởng quên hết rồi. Còn voi tiếp theo, còn voi thứ hai. Bài hai voi, hai hiêu và hai quả. À, em tránh Kiệt nhá. Phải anh đánh công đôi voi à? Thế thì anh mới thua em chứ còn. Câu một con thì còn non quá, ok anh. Rồi, voi sẽ đưa về. Em tránh Thịnh nhá, tránh Sung Nguyên. Ok em, yên thì đánh đang bình luận. Vậy ra kia ngồi đi. Đấy, con voi tiếp theo đây rồi, ép nhân đôi ăn cả sư tử, cả hiêu và cả vàng đây rồi. Và sẽ là con voi thứ hai dành cho game thủ chim sẻ nắng người trong trận thiếu này. Mà hiêu bên ngoài cũng có hiêu phụ rất là to. Tránh Tô Phong nhá. Sáng, à đêm hôm qua tầm 3-4 giờ sáng thì mưa rất là to, mưa rào, hôm nay lại mưa tiếp rồi. Mình ngồi trong nhà thì cứ thấy nóng, tưởng thế nào hóa ra là bên ngoài trời đang đổ cơn mưa. Tránh Tiêu Hoàng nhá. Tránh Trần Ngọc Diệp. Tránh Đặng Đình Hanh, tưởng cụ đi rồi chứ, đi là đi thế nào. Rồi, sẽ quên một con hiêu này thôi. Anh biết đâu được, tránh Hải Long nhá. Tránh Nguyễn Tiến Giang. Rồi, con hiêu cuối cùng đưa về, bây giờ sẽ điều kiện chắc chắn là BL rồi. Và đây sẽ là BM. Ở trong trận thiếu này, trận đấu đầu tiên, đối đầu 98 lên đời sớm hơn, bên kia dò 13% nhưng chưa lên đời. Đây là bài đấu mà sẽ ép đời tốt hơn so với game thủ Vitamin 98. Dạng này làm gì mà lặn lâu thế em, thì đơn giản là nghỉ lễ anh, 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Nhà có dỗ về công việc con cả trong nhà về dỗ lạt đầy đủ. Tránh Nguyễn Thắng nhá. Rồi có nhiều sẽ đưa về đảm bảo nguồn lực và sẽ có một giò công giáp nâng cấp cả chặt gỗ đối với cái cụ chim sẻ nắng ở trận đấu này. Đấy, cũng xem là 98 sẽ nằm đâu trên bản đồ con, và mình nghĩ là 98 cũng sẽ sử dụng những đơn vị đó chính là lạc đà thể đầu thôi. Tránh Vũ Hoàng nhá, tránh anh em giò đẩy đi và ruộng đường cũng đang khá là ok, thêm một dần ăn vàng chúng ta có thể vít được cái con lạc đà đầu cái đã. Làm cái ruộng nữa, phô thì gỗ rất là nhiều nên làm tí
nhiều nhiều ruộng cho nó bền lực, em sang trọng ra nhá. Đấy rồi, và như vậy 98 đúng như gì mà chúng ta dự đoán thì đang có một bài thi đấu bằng BL ở thời điểm đầu do Omo như đại diện của team Vietnamin, và tất nhiên là ta có thể súng luôn nhà bao việc. Đấy rồi, đây là dân đội bạn đang có bài ba voi hiệu đầu nên 98 bài cũng được đấy. Tránh phúc bắt hiếu nhá, à em tránh phúc nhá, hello anh dài. Ai mình có bánh xe 1L nên đời sớm hơn đối thủ. Chúng ta sẽ chờ bánh xe và làm một cái BA thôi. Chúng ta sẽ có thêm đó chính là lạc đà thả vào những cơ sở mà chưa được bao bế. Tới từ game thủ 98, 98 phải thủ 1P ở trong trận đấu này. Và tất nhiên là BA rồi. Đội bạn thủ P chúng ta đưa ra những phương án để khắc chế những cái sự chống đỡ đến từ game thủ Vietnam 98. Có giò công giáp đầy đủ là khiến 98 gặp khó và 98 có vừa có tình huống xử lý vậy cũng rất là nhanh tay. Ghê đấy. Bó nhỏ những cơ sở ăn mình và lạc đà 98 cũng đã có nó đang muốn đứng kê quanh nhà của mình. Tầm này thì con phù của Ezi vẫn chưa xuất hiện. Chúng ta sẽ đẩy lạc đà chúng ta vào BA tiếp theo. Và nếu được thì sẽ có một lần nâng cấp giáp cho những đơn vị lạc đà của mình. Đấy từ ghế thủ chim xe. Bắt đầu chơi với những con đồng dân không bánh xe của thủ Vietnam 98. Nhưng hãy nhớ rằng 98 nó phù Ezi và nó có tầm xa rất là vượt trội. Ăn được con dân thứ hai của đối phương rồi. Nâng cấp giáp cho cùng R. Chúng ta sẽ giữ con giỏ của mình. Bây giờ sẽ phải bắt con giỏ của đối phương. Và đây là dân 298 đang kéo về. Đang đóng BA. Dành cho 98. Này này. Nhầm. BA đã thiết kế xong và đây là bỏ quả bên ngoài. Bài 98 cũng là một bài đấu rất là bắc bình với ba voi hiệu đầu quả phụ, nhưng 98 ép đời lỗi hơn so với cái thủ chim sẻ, và sẻ sẽ mất con giỏ của mình và 98 cũng sẽ như vậy. Quan trọng là cung đờ đầu chim sẻ nắng nó có khai thác được con phù thủy về phía đối phương hay không, và nếu như khai thác được phù thủy của đội bạn thì những con lạc đà không giáp đầy đủ chim sẻ nắng nó sẽ cực kỳ là áp lực ở trong tình huống này. Và em Sai ơi, hello baby, đi đâu vậy? Tình huống giấu phù vào nhưng vẫn có con phù bên ngoài, và nhưng mà nó đen đến từ 98 quá nhỏ nhem dành cho em dài, và nó nằm xuống hai con phù thủy của mình. Và con phù tiếp theo chỉ đám nó sẽ như thế nào đây, chúng ta hãy cùng chờ. Một con phù thứ ba của chỉ đám chuẩn bị được nở ra, bởi vì chỉ đám cho rất nhiều dân khai thác vàng thì chắc hẳn là lượng vàng để xong phù chỉ đám không phải là vấn đề. Nhưng mà chỉ đám chỉ đánh một BL và sẽ tăng liên tiếp hai nhà BA để đối đầu với chỉ đám. Trận đấu này của chỉ đám thì mới chỉ đang có được hai nhà quân, tính cả nhà phù thì sẽ là ba nhà quân. Còn tới này thì đang chưa chơi được để từ cái vụ chim sẻ. Tham lai đầu số là 40 tới từ bài Phunesia, và cứ tăng A đều như thế này thôi thì mình nghĩ là sẽ có lợi thế rồi. Và có lẽ nên bỏ bớt dân vào để chuyển dân sang con mã Phunesia rồi. Chuyển dân sang con mã Phunesia rất ok luôn anh em. Trận đấu đầu tiên mọi thứ đang nằm trong tầm kiểm soát của chim sẻ, khi đây là một bài nó lên đời sớm hơn và đang tận dụng tốt cái lợi thế của mình. Bây giờ thì mình nghĩ là cái công nghệ tiếp theo mà sẻ mong muốn được đẩy lên đó chính là công nghệ chặt gỗ hai cơ. Lên được công nghệ chặt gỗ hai sẽ bất bình nhất. Ui trời ơi, không vơi tới được. Một con phù nó chạy là hơi quá đà. Đã sẽ có lạc đà, chim sẻ nắng sẽ phải chậm lại một chút nhưng đang đứng sau rừng để có thể tỉa được vào mỏ gỗ bên phía đối phương. Tham lai là số 47/48, cần phải đóng e. Đúng rồi, đóng thêm một vài móng bê ở đây để tránh bít e. Đứng trên dốc tỉa mỏ vàng nội bạn, lạc đà mình nghĩ là đứng ở phía sau thôi, bởi vì đây là con lạc đà công giáp đầy đủ. Nếu như mất những con lạc đà này nó sẽ cực kỳ là đau đớn và nó sẽ gọi là phản công lại chim sẻ nắng được. Đây, phụ nội bạn đứng sau và các bạn phụ Egypt nó vẫy từ rất xa nha, nhưng may mắn là sẻ chưa có con lạc đà nào. Tham lai là số là 52 và nó bít e liên tục dành cho cái bộ chim sẻ. Ruộng đường thì rất nhiều nhà đây rồi. 52/56 là thao lại tại đối chim sẻ 398 bóc binh này anh em này. Mặt 6 giờ còn nguyên một quả nữa luôn anh em ạ. Càng thế nhờ. Nhưng mà 6 giờ chỉ đáng thừa một quả nữa đấy. May là đội bạn không phát hiện ra, nhưng mà bài của bạn thì cũng rất là bóc binh với 3 voi hiệu đồng quả phụ. Giờ yên tầm này rồi. Vẫn nghe lạc đà đầy màu. Đau phết đấy. Cũng giờ bắt đầu được đẩy lên tới từ cái thủ chim sẻ, nhưng vẫn đang chỉ là chặt gỗ 1, chưa có công nghệ chặt gỗ 2. Lượng quân 98 cũng đang rất nhiều. Công nghệ gỗ 2 được nâng cấp tới vị thủ chim sẻ. Đội bạn còn một mỏ gỗ trong mặt 3 giờ nên cần phải khai thác vào nữa. Và đánh vào ruộng chính đối phương, nâng lại gỗ 2 thành công dành cho cái thủ chim sẻ. Và đây là ruộng chính của 98. Đang có những nông dân mới được nở ra. Nhà phù đội bạn thì vẫn đang đứng bên trong này, sẻ đang cố gắng hit and run những con dân làm ruộng của đội bạn. Dân gỗ 98 đang bị chơi vào là liên tục. Và tham lai chim sẻ đang số là 5x với một bài đấu được cầm dễ mình default, khiến cho đại diện bên phía team Vietnam đang thực sự là chóng mặt. Đã bị ngoáy liên tục cả mặt 3 giờ, ruộng chính đang bị chơi vào, 6 giờ mỏ gỗ cũng đang bị đánh, và nhà quân cũng đang bị ôm tới từ 98. Đã có những pha vẩy e dành cho đại diện team Vietnamin, những con dân một máu này sẽ ngay lập tức phải nằm xuống. Có một cung R, hai cung R trong ruộng chính như 98 thôi, còn sẽ thì là 5 nhà quân sắp đều. Tham lai với đằng số là 5x, và 98 đang cảm thấy rất khó thở ở trận đấu này rồi. Trận đấu đầu tiên trong kèo xô đang đường buổi tối ngày hôm nay với thể thức chạm chín. Vẫn có cùng đang bắn tỉa bên trong ruộng của đối phương dành cho game thủ chim sẻ. 98 thì cũng đang có được tới 4-5 cái nhà quân ở đây rồi. Và đang có những pha điều rất tốt khi tận dụng cái chất quân đó là Egypt máu trâu. 98 cũng đang thử nhà khá dẻo cho game thủ chim sẻ đấy chứ. Em chào anh KK Trần nha, hello anh. Em chào anh Phạm Thiệu nha. Đang anh trốn đâu anh, nghỉ lễ mà anh trai ơi. Hết nghỉ lễ comeback ngay như BC dành cho đủ chim sẻ, và cứ đánh như thế này thì nghĩ là 98 không trụ được lâu nữa đâu. Nghĩ là cũng chỉ khoảng độ 2 phút nữa thôi. Bây giờ bắn nốt vào cánh rừng mặt ta rồi 98 là hết vẹo.
chắc chắn phải có một mỏ gỗ trong này, chẳng thể nào mà đội bạn sóc 3-4 nhà quân mà lại một mỏ gỗ ở cái BS đầu tiên được đấy, em thấy chưa, kiểu gì mà mỏ gỗ mặt 3 giờ. Thả một vài con đứng đấy là chỉ đám cô gỗ sóc quân nữa rồi. Ok anh KK Trần ơi, thank you anh. Lại cho Hải lon bò húc thế này thì nó húc cho thì vỡ. Tham lai là 55/76 thành đội thủ chim sẻ và vẫn đang đứng ốp nhà quân của cái thủ 98/98 vẫn đang lì thật đấy anh em ạ. Sẻ bây giờ thì cuối đóng cả hai cái BC ra rồi, đóng lắm BC lắm rồi. Chân tay nó buộc hết với nhau, chưa bật được thằng em đóng hai BC ra để chơi rồi. Tránh Nguyễn Tân nhá, vẫn có một cái phong thủy ở mặt trong nhà đến thủ 98 và thực sự là sẻ đang chưa thể hạ gục 98 ở trận đấu đầu tiên này. 98 đang rất lì với khả năng bản lĩnh của mình, nhưng mà không sao anh em ơi, theo như lời của một nhà hiền triết đã từng nói thì không sao, bôi cao sẽ khỏi anh em nhé. Để hiền triết này hơi bị ngơ tí, anh em thông cảm. Phan Phi Hồn đến cầu tôi không hiểu lắm. Ok anh ơi, kỳ đồ nết cho 20 bát phở luôn này, em cảm ơn anh. Rồi, quyết rồi, tỷ số sẽ là 1-0 dành cho cái thủ chim sẻ nắng ở trong kèo đấu này. Và thành công chân ở đây với trận đấu thứ hai ngay sau đây thôi. Khởi đầu nhẹ nhàng dành cho cái thủ chim sẻ nắng, và xin gửi lời chào đến hơn 10.000 anh em đã có mặt trên fanpage của game thủ chim sẻ nắng trong buổi tối ngày hôm nay. Cái gì mà đông quá trời quá đất, toàn khách mời xịn sò với người nổi tiếng. Có bạn chim sẻ đi nắng, tân một cú, điều lê xinh đẹp này. Sự kiện lần này là lễ ra mắt thương hiệu Omino chuyên các sản phẩm về chăm sóc sấy cưng. Có thể kể đến như Omino tẩy đa năng dạng bọt, Omino xịt bóng lốp, Omino xịt khử mùi ô tô, Omino tẩy nhựa đường, Omino nước rửa kính chuyên dụng, Omino xịt dưỡng bóng nội thất hương cà phê. Omino luôn mong muốn sẽ đem đến diện mạo mới dành cho xe ô tô của bạn, đảm bảo đầy đủ yêu cầu của khách hàng về sự an toàn của sản phẩm và tiết kiệm chi phí bảo dưỡng cho xe của khách hàng. Tất cả khách mời đều rất mong chờ các sản phẩm đến từ thương hiệu Omino được tung ra thị trường. Cái nơi rửa xe nó ở xa nhà quá, trung tâm spa nó xa nhà quá thì mọi người có thể chủ động sử dụng các sản phẩm như Omino để tự chăm sóc xe của mình cái tốt nhất. Cảm ơn sự kiện lần này của thương hiệu Omino đã mang lại giá trị cực lớn cho người tiêu dùng. Người Việt dùng hàng Việt, anh chị em nhà mình cứ yên tâm mà sử dụng chăm sóc sấy cưng nha. Ok, và thành công chuẩn bị đến với trận đấu tiếp theo sau đây thôi, trận thiếu thứ hai buổi tối ngày hôm nay. Em chào anh Đào Duy Tùng nhá, em chào anh Lâm Thanh Hóa, anh Lâm VTV6. Hello các anh. Rồi, anh cũng chuẩn bị đến với trận đấu này rồi. Có một số anh đang thắc mắc là em trai Thức Quý Tộc, Hải Mario có tham gia giải Mõm Vương hay không? Thì với tiêu chí rất là cầu thị đến từ Spiker Gaming cũng như là Vitamin Network, bất kể một giải đấu nào có lời mời thì chúng em cũng sẽ tham gia. Và lại có cái giải Mõm Vương gì cho bình luận viên đấy thì xin phép với em đăng ký cho cả 4 bình luận viên tham gia, mặc dù có mấy ông bình luận viên không biết đánh chế. Rồi, ta sẽ đến với trận đấu thứ hai thôi. Map gì đây? Mê đít, mê đủng gì đây? 98. Tránh Nguyễn Đình Chính nhá. Em tham gia vui thôi chứ em biết là trình của em không thể nào xúc được rồi. Ok, Phạm Thiệu, đuôi chó thì có ngay. Rồi, ra đây với trận đấu thứ hai. Cho Son thì đối thủ chim sẻ của Greg chơi 98. Anh cả thà cũng được. Pan à? Pan thì hơi căng. Cho Son đối đầu với Pan Bian và tất nhiên là quân gia đình ra lại yếu hơn số đối phương đây rồi. Em tránh bách bảy bao nhá, tránh em. Những lý do đầu tiên dành cho game thủ chim sẻ nắng với bài đấu được cầm Cho Son này. Về câu chuyện của một game thủ đến từ cả đội Trung Quốc thì anh em hãy vui lòng chờ. Trong thời gian sắp tới thì bọn em sẽ có những cái giải đáp dành cho anh em trực tiếp trên group Chim Sẻ Nắng Fan Club. Thì anh em có thể truy cập vào group Chim Sẻ Nắng Fan Club và đón chờ những thông tin sắp tới. Thì còn rất nhiều những thông tin nữa nên muốn thông báo đến toàn thể cộng đồng cho anh em được cho anh em nắm được mọi thông tin. Rồi, đây là một quả đầu 6 cây đến cái thủ chim sẻ là Bang Bizo thôi. Cho Son đối đầu với Pamiran. Em chào Nguyễn Khắc Đáng nhá, chào anh em. Hơi bị rè à? À ok, mic hơi rè, thế thì em sẽ cố gắng bình luận làm sao cho nó không bị rè nữa. Hai voi luôn rồi. Ê, hai con này cũng thích lắm. Em lên rồi anh Hùng ơi. Nghỉ mấy hôm rồi, nghỉ mệt quá. Thôi, lên làm việc thôi. Hôm qua thì phải thuê các bình luận trên kênh TikTok anh em ạ. Và không có người làm nữa rồi. Đây là bầy hươu đầu đến từ cái thủ chim sẻ. Bầy hươu đang có được đó chính là 5 con. Có rất nhiều anh em thắc mắc là lý do vì sao lại có cụm từ USB và USB nó như thế nào, câu chuyện từ đầu đến cuối ra sao. Thì sắp tới sẽ có bài giải thích cho anh em, thế là anh em hoàn toàn yên tâm, để cho anh em không phải thắc mắc nhiều và em cũng đỡ phải giải thích nhiều. Anh em cứ truy cập vào group Chim Sẻ Nắng Fan Club thì sẽ nhận được thông tin anh em nhá. Đây là bầy hươu được đưa về đến từ game thủ chim sẻ ở trong trận thiếu này. Một bầy hươu đầu, một đôi voi và thiếu một đồ nữa để em đời. Và khi mà đối đầu với game thủ Vitamin U98 ấy thì chúng ta sẽ cần phải hết sức là cố gắng trong trận đấu này khi mà đội bạn được cầm một cái đôi vị quân rất là mạnh, đó là Pamiran. Rè anh em, có anh em bị rè không nhở? Sĩ bằng em có rè không em? Alo, sao lại rè được nhỉ? Mấy hơn hai củ của em lại rè thế thì
cũng rẻ đâu nhỉ, cũng rẻ mà. Rồi, đây là vậy, bầy hiệu được đưa về tới từ game thủ chiến trẻ nắng ở trong trận đấu này. Ok, chào anh Hoàng. Không rè đúng không ạ? Sao anh em lại bảo bị rè nhờ? Ảo thế. Một ngày có rè tự nhiên lại rè. Êm xịt thế này. Rồi, bấy hiệu được đưa về rồi. Và chuẩn bị cơ cấu trước nhà bét đầu tiên tới từ cái thủ chim sẻ. Đang chỉnh dần khai thác mấy con hiệu của mình. Và cơ cấu chiếc bét này thôi. Và đến với trận đấu này, trận thiếu thứ hai trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi vẫn xin giới thiệu các bạn về nhà chợ Omino, một đơn vị đang đồng hành cùng chim sẻ nắng studio. Omino là đơn vị chuyên cung cấp các dòng sản phẩm chăm sóc sắc đẹp toàn, xin lỗi, Omino là đơn vị chuyên cung cấp các dòng sản phẩm chăm sóc và tẩy rửa nội thất ô tô. Và anh em nào đang muốn trở thành đại lý phân phối các sản phẩm tới từ nhà chợ Omino chúng tôi thì anh em thể liên hệ qua số điện thoại hotline 0396942122. Rất mong được anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng chim sẻ nắng studio. Cảm ơn anh em rất nhiều. Em chào anh Thịnh nhá. À, thỉnh thoảng hơi rè thật ạ. À. Ok anh Phúc ơi. Thế thì khả năng là em sẽ phải mua cái mic mới. Mai đề xuất công ty cung cấp cho mic mới tầm 5 củ vào. Mic 2 củ bị vỡ khó quá. Thôi anh em, xin công ty 5 củ mua mic tầm độ đôi 3 củ thôi. Về hóa đơn thì mình ghi thêm số 0 ở đấy nữa. Quá hợp lý đúng không ạ? Anh em thấy như vậy có hợp lý thì anh em nào thấy hợp lý thì anh em comment chữ hợp lý để mai em làm luôn cái đề xuất cái. Em chạy Vũ Trọng Quý nha, chạy anh em chạy Khai Chi Phát ạ. Rồi dừng dân và kích đời như kích 8-12. Đây là bài đấu kích đời, thực ra nó cũng không phải là quá ngọt dành cho một con chó son 26 dân như thế này. Và thêm một cái nữa là không có quả phụ. Đây mới trận thiếu thứ 2 thôi. Hợp lý thôi anh em, quá hợp lý gì nữa. Mua mình tầm 2-3 củ thôi, viết hóa đơn, xuất hóa đơn dấu đỏ đàng hoàng 5 củ. Đấy. Để anh em xem nào, mình này mà có rẻ đây chịu. Đúng không anh em? Lên Lộc sao rồi, hôm nay lên rảnh không? Anh lên là hôm mùng 4 đúng không anh Phúc ơi? Anh lên lấy xe hôm mùng 4 đúng không ạ? Thế thì mùng 4 anh rảnh quá, văn phòng em chơi luôn. Sắp tới anh làm cái giải gì đấy cho công ty thì gặp bọn em quá hợp lý rồi. Bọn em lại chuyên hỗ trợ tổ chức giải đấu nữa. Và đặc biệt những giải đấu công ty bọn anh ở Móng Cái, bọn em về thì quá tuyệt vời. Hải sản ăn ngập mồm, gặp anh dài, ok luôn. Chi phí thì lại rất là hợp lý cho anh luôn. Nét luôn. Nhớ mùng 4 lên đây anh nhá. Qua văn phòng em chơi không? Anh em mình đi nhậu nhẹt tết tè luôn. Sau đấy em sẽ xin nghỉ. Rồi con dân chuẩn bị đóng nhà điều kiện. Đây sẽ BM. Và tất nhiên là sẽ trước nhà BL rồi. Chứ mình nghĩ là chó son đánh nhau với Pan chả ai đánh qua một áo đâu. Trừ những cái bài mắc của mắc. Giọng em rè đấy anh em ơi, chứ không phải có mic đâu ạ. 30/4/1/5 vừa rồi nghỉ em cũng thi đấu hơi nhiều nè. Giọng nó hơi bị rè rè một tí. Sorry anh em nhá. Đây chiếc BS ăn vàng dành cho những vụ chim sẻ. Bên group đang comment vui quá hải ạ. Thì anh em cứ tham gia vào trao đổi thôi. Mục đích của em cũng chỉ muốn anh em nắm bắt được thông tin, không thể kiểu là nghe thông tin từ một phía, phải nghe từ nhiều phía. Nắm bắt được thông tin thì anh em sẽ hiểu câu chuyện hơn, bởi vì bây giờ anh em lớn hết rồi mà. U98 anh em thể theo dõi ở trên fanpage Facebook với từ khóa Vitamin Network AOE. Anh em có thể tìm trên đó. Đây con giò U98 đã đến đây rồi. Phần 2 này ngày mai anh ơi. Đây con giò U98 nha. Xúc rồi. Con giò đã có công. Và tất nhiên là con giò chúng ta sẽ yếu hơn so với con giò của đội bạn đây rồi. Không được trêu à? Ok. Chào Nguyễn Văn Quốc Tuấn. Không dám. MC có gửi lời chào thân mật đến em. Một L nâng cấp bánh xe và thủ một P thì cho chim sẻ này rồi. Bắt buộc phải thủ P con Pan rồi, con Pan này lên sớm mà áp lực đang khá là lớn với cái thủ chim sẻ nắng. Cơ cấu ra thêm ruộng. Đó, cái đánh như này thì Pan nó sẽ lên bánh xe và kẹp thêm cung R rồi. Đó, điều đương nhiên. 98 anh em có thể tìm trên Facebook với từ khóa đó chính là Vitamin Network AOE anh em nhá. Ui giời, cái con gì đây? Con gì mà nó lại chạy nhanh thế nhỉ? Một dân đến cái thủ chim sẻ, con phù đã ra rồi. Nhưng mà 98 sẽ soi tham và biết rằng sẻ thủ phù, đó là điều đương nhiên rồi. Và... ui giời ơi. Đấy, lắm mấy cái con đả điểu màu 4 thế. Thôi, ra ruộng thôi. Bắt buộc là chúng ta vẫn phải đánh như thế này thôi. Và nếu như bạn có cung lời thì mình nghĩ là chúng ta sẽ chọn giải pháp là quýt. À, vẫn đang ra ruộng đến chim sẻ. Còn chờ ra ruộng em lực của bạn như thế nào. Nãy giờ bạn chưa đi công được gì nhiều. Hoài phết đấy. Năm nay là 30/36, hai con P của đội chim sẻ đang đẩy ra. Chưa lên chấm màu 4 nào xuất hiện trên bản đồ con cả. 98 nó có hết về và BA nó có rồi, chuẩn bị va đầu cũng giờ nó đến nơi thôi. Và con giò vẫn đang bị đội bạn xúc nhảy ngược lên ở mặt 3 giờ. Năm nay 30/36 tới từ đội chim sẻ. Chưa thấy cung R 98 đẩy vào. Và vừa rồi là tình huống muốn tăng L nhưng mà gặp ngay hai con cung R đứng ở đây rồi. Cảm giác đầu hôm qua không biết phải làm gì nữa anh em ạ.
thêm ruộng dành cho những chim sẻ, vẫn ngồi vẽ ruộng thôi. Chào bạn Vũ Văn Thi nhá. Rồi giò nó nhìn thấy con phù này của sẻ rồi, ra nó lùa luôn. Và BA được thiết kế từ cái thủ chim sẻ, bao giờ cũng làm đá và đủ quân để có thể đỡ lại cái dịch của công phá này và một đều thôi. Quá khó anh em ạ, không để chống lại một bài pan như thế này. Và tại cùng chờ đợi với trận đấu tiếp theo, trận thiếu thứ ba ngày sau đây thôi. Một đều anh em nhá. Sự kiện gì mà đông quá trời quá đất, toàn khách mời xịn sò với người nổi tiếng. Có bạn chim sẻ đi nắng, tân một cú, yêu lê xinh đẹp này. Sự kiện lần này là lễ ra mắt thương hiệu Omino chuyên các sản phẩm về chăm sóc sẻ cưng. Có thể kể đến như Omino tẩy đa năng dạng bọt, Omino xịt bóng lốp, Omino xịt khử mùi ô tô, Omino tẩy nhựa đường, Omino nước rửa kính chuyên dụng, Omino xịt dưỡng bóng nội thất hương cà phê. Omino luôn mong muốn sẽ đem đến diện mạo mới dành cho xe ô tô của bạn, đảm bảo đầy đủ yêu cầu của khách hàng về sự an toàn của sản phẩm và tiết kiệm chi phí bảo dưỡng cho xe của khách hàng. Tất cả khách mời đều rất mong chờ các sản phẩm đến từ thương hiệu Omino được tung ra thị trường. Cái nơi rửa xe nó ở xa nhà quá, trung tâm spa nó xa nhà quá thì mọi người có thể chủ động sử dụng các sản phẩm như Omino để tự chăm sóc xe của mình cái tốt nhất. Cảm ơn sự kiện lần này của thương hiệu Omino đã mang lại giá trị cực lớn cho người tiêu dùng. Người Việt dùng hàng Việt, yes, anh chị em yes. Nhà mình cứ yên tâm mà sử dụng chăm sóc sẻ cưng nha. Hit đi dành cho những đủ chim sẻ AC đây, chỉ 8 cầm AC là hợp lý nhất. Tôi thích những kèo mà sẻ cầm hit chỉ 8 cầm AC không, đó là Marke. Quả đầu đã có tới đủ chim sẻ. Hit Mark nha. Trải nghiệm lê nhá. Khắc tinh của Maxe là Hitty, nhưng trong map la thì khắc tinh của Hitty cũng là Maxe luôn. Nó chém ra thì vỡ hết. Và 98 các bạn biết rồi, cái độ giác của nó thì cực kỳ ghê gớm. Và đây sẽ là chiếc nhà BG để khai thác mỏ quả đầu 7 cây tới từ cái bộ chim sẻ. Ngày mai sẽ có phần 2 nha anh em nhá. Rất nhiều anh em đang hóng, ngày mai sẽ có cho anh em. Anh em yên tâm, anh em cứ vào group chim sẻ nắm phát club và anh em sẽ nhận được đầy đủ thông tin tất cả các phần để cho anh em xem luôn. Rồi, làm vào video dành cho bài đấu này thôi. Một bài đấu được cầm Hitty tới từ game thủ chim sẻ nắng. Bài đầu chim sẻ thì Ken đúng ở vị trí đóng gờ mắc bình nhất rồi. Và dù sao đóng gờ kia ta vẫn ăn được 4 cây đầu và làm vòng nữa video. Giải League sắp tới thì theo thông tin em nhận được tới từ ban tổ chức thì nhiều khả năng sẽ tổ chức ở nửa cuối tháng 5. Trung tuần đến nửa cuối tháng 5 sẽ tiếp tục quay trở lại với giải đấu AI quán rộng tự do League Cup mùa 4. Lên vòng nữa video thôi. Đang tìm hiểu đầu dành cho cái thủ chim sẻ nhưng lại có voi dừng ở mặt 9 giờ đang rất là ok để có thể cơ cấu một chiếc nhà vào đó. Ở trận này lại có hai voi rồi, như lại ba trận đấu đầu tiên thì bài của chim sẻ nắng đều có hai voi ở gần nhà của mình. Và đây sẽ có voi đầu tiên được đưa về, quả phụ thấy luôn, hiểu đúng 7 hiểu đầu nữa thôi. Và hiểu đầu thì kiểu gì chả có đúng không ạ, nên tôi đánh giá đây là bài đấu đã ok. Làm ra để tìm thêm những đồ mới, ví dụ như có thêm quả phụ thứ hai hay là hai con voi nữa thì nó lại quá tuyệt vời luôn. Có lý do vì sao tham gia giải vị trung ngoại? Dạ có anh ơi, có hết. Tất tần tật từ A đến Z đều sẽ có đầy đủ thông tin cho anh em. Có rất nhiều anh em thắc mắc từ ngày nào anh em vào hỏi USB, USB bụng cũng có USB để giải đáp cho anh em luôn. Tổng có bao nhiêu phần? Phần thì em không thể công bố được nhưng nó sẽ dài và không chỉ dừng lại ở con số 2. Bảy hiêu được đưa về đến từ cái đủ chim sẻ đây rồi. Một bảy hiêu, một đôi voi, một quả phụ. Anh em cứ gửi yêu cầu tham gia group chim sẻ nắm phát club, một lát nữa thì sẽ có anh em hỗ trợ anh em tham gia group để tiếp nhận thông tin. Rồi luôn mới về thôi. Ad đầu thì thiết kế dành cho cái thủ chim sẻ này rồi. Vào và đến với trận đấu này, trận thiếu thứ ba buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi vẫn xin giới thiệu các bạn về nhà chợ Omino, một đơn vị đang đồng hành cùng chim sẻ nắng Studio. Omino là một đơn vị chuyên cung cấp và phân phối các sản phẩm chăm sóc và tẩy rửa nội thất ô tô. Anh em nào muốn trở thành đại lý phân phối các sản phẩm tới từ nhà chợ Omino chúng tôi thì các bạn có thể liên hệ qua số điện thoại hotline đang có trên màn hình, đó chính là số điện thoại hotline 0396942122. Và rất mong anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng chim sẻ nắng Studio. Cảm ơn anh em rất nhiều. Dạ không anh Đông ơi, câu chuyện đó thì khó anh ạ. Như vậy là xe giò 98 đã phát hiện nhà chúng ta đây rồi. Quả phụ sẽ có 5 cây và bây giờ vẫn đang được từ từ đưa về. Anh này có mình nghe nói anh Hải Mario sắp về để thiền khôi thế này. Không biết là danh dự của em nó để ở đâu mất. Thôi anh ạ, có ai. Nhưng mà nếu như mà với một con số ấn tượng một tí thì em cũng sẽ xem xét anh nhá. Anh được tác động hộ em gái. À, bây giờ được đưa về dành cho cái vụ chim sẻ rồi. Một bầy yêu đầu 6 con và một đôi voi, còn cái mỏ quả phụ 5 cây, quả đầu thì 7 cây nhưng mà nó hơi xấu một chút rồi. Cơ cấu kín hết cái mặt trước cửa nhà mình lại thì chị Tám sẽ có một bài đấu. Mình nghĩ là một là sẽ là 2L, còn 2L có công khai không thì phải tùy vào lực của chị Tám nữa anh em ạ. Rồi đây bầy yêu đây rồi.
vào hóng theo dõi S2. Và điều tiếp theo sẽ được về. Big trừ 150 à? Ok bạn này. Và đây sẽ là chiếc nhà BB dành cho game thủ chim sẻ nắng anh em nhá. Sao anh em lại ở đâu ra lại cái thông tin là Hải Mario lại về Thiên Khôi thế này nữa, em thần kinh với các anh mất. Em xin khẳng định là không nhá. Ai gom dân đóng ra điều kiện, bài này tự tin đánh thẳng cung thôi. Rồi vậy BB đấy cho vui. BM, BA trên dốc luôn. Bài bóc binh luôn cho biết như thế nào là tảng đá. Quả đầu còn tới 2 cây anh em ạ, quả đầu xấu ra đấy. Và kinh đời 13x với bài 26 dân cộng 1. Đời vẫn nét thế nhờ. 13-13 với bài 26 dân cộng 1 của mình tới từ game thủ chim sẻ nắng. Bắt đầu bò bế theo cửa mình và cơ cấu xóa ruộng. Cạnh cái giếng sẽ là một cái ruộng nữa luôn. Vừa đẹp luôn. Anh em đợi chỉ tầm này rồi không hơn được. Tránh Trần Văn Điệp nhá, tránh em. Đi. Hải về Thiên Khôi thì tao cũng xem sẻ nữa. Thôi anh, không có đâu. Câu chuyện thôi, câu chuyện vui đùa thế thôi thì em cũng khẳng định với anh em là không. Bắt đầu tăng A thì cho anh cũng chia sẻ đây rồi. Được hai bóng nhà BA. Về cái giải sắp tới dành cho bình luận viên thì em có tham gia anh em nhá. Tất cả bình luận viên của Sói Cước Liên Minh và Vitamin Network AOE đều sẽ tham gia giải đấu sắp tới dành cho bình luận viên. Có giải, mấy khi có giải anh em bình luận viên thì phải tham gia ngay. Rồi rồi, vút, tấn cấp bánh xe. Để đợi sớm nơi cái chim sẻ của rồi, chỉ đám nó chạy vào bên trong. Nó sẽ căng ngang nhà của mình. Lượng đường vẫn đang rất ok ở đây, bơ em sơi. Có giò như là không có giáp tới từ cái thủ Vitamin U98. BA tiếp theo tới chim sẻ đây rồi. Cơ cấu làm ruộng kín nhà và bắt con giò về phía đối phương. Chấm vài cái e nữa là kín rồi. Còn đây vẫn đang còn hoạt động đến từ cái thủ chim sẻ. Chị Tám vẫn cố gắng chọc dân xây e của chim sẻ nắng. Còn giò của chị Tám đã nằm xuống, còn sẻ đã kín nhà. Và bây giờ thì chỉ có cửa đó là 2L chém 7E hoặc là công ca dành cho đại diện bên phía team Vitamin nữa mà thôi. Check lại một lần cho nó kín. Và đã kín đến từ chim sẻ. Rồi turn đầu tiên. Sắp đều. Cung T có giáp rồi nên là rất là thoải mái anh em nhá. Ten đến ten. Hải mà tham gia chiến đấu thì ai sẽ bình luận cho anh nghe. Em vừa đánh em vừa bình luận luôn anh ơi. Nghe của em rồi mà. Tham gia này có thể loại ngay từ vòng đầu nhưng mà cứ tham gia đã. Vừa đánh vừa bình luận thôi, công ca rồi, một lời công ca. Đây, bài cũng được cái giá là bình thường đấy, cái thủ như Minu 98 cũng không phải quá mắc binh. Bài mắc của mắc là bài 2L công ca cơ. 2L vẫn công ca mà còn chém 4 nữa thì đúng là môn thiên hạ. Và ca bắt đầu nã vào nhà cái thủ chim sẻ của 98 mới chỉ có được đó chính là hai con chém vào đây thôi. Chúng ta sẽ ra để giải quyết ca này luôn. Làm gì có chuyện được cầu nổ nha BA của anh được em. Có, tỷ số sẽ 2-1 đến với thủ chim sẻ. Quýt. Em không đánh được Kami đâu anh Phúc ơi. Anh ấy bảo mày cưới cổ Kami anh đốn lên được một củ đấy thì chắc là Hải Mario trong vai sĩ Yamatoi. Cố. Rồi con quân ra để có thể đốt nhà BK của đội bạn thôi. Sau đó đốt BL cứ dần dần phát triển thôi. Về khả năng phát triển thì con Maxe đi công ca như thế này thì lực không thể nào mà khỏe giống như con Hitty này được anh em ạ. Thì là thoải mái thôi. Rồi, chém chỉ đám nó la vào tận cuối. Cá tiếp theo nửa ra nhưng quýt rồi và chắc chắn là 2-1 tới game thủ chim sẻ anh em. Bài đấu khá là cơ bản tới từ game thủ chim sẻ thôi. Chúng ta cùng chờ đợi với trận đấu tiếp theo sau đây thôi. Tỷ số là 2-1 dành cho game thủ chim sẻ nắng ở trong buổi tối ngày hôm nay. Cái gì mà đông quá trời quá đất, toàn khách mời xịn sò với người nổi tiếng. Có bạn chim sẻ đi nắng, tân một cú, như lê xinh đẹp này. Sự kiện lần này là lễ ra mắt thương hiệu Omino chuyên các sản phẩm về chăm sóc sẻ cưng. Có thể kể đến như Omino tẩy đa năng dạng bọt, Omino xịt bóng lốp, Omino xịt khử mùi ô tô, Omino tẩy nhựa đường, Omino nước rửa kính chuyên dụng, Omino xịt dưỡng bóng nội thất hương cà phê. Omino luôn mong muốn sẽ đem đến diện mạo mới dành cho xe ô tô của bạn, đảm bảo đầy đủ yêu cầu của khách hàng về sự an toàn của sản phẩm và tiết kiệm chi phí bảo dưỡng cho xe của khách hàng. Tất cả khách mời đều rất mong chờ các sản phẩm đến từ thương hiệu Omino được tung ra thị trường. Cái nơi rửa xe nó ở xa nhà quá, trung tâm spa nó xa nhà quá thì mọi người có thể chủ động sử dụng các sản phẩm như Omino để có thể tự chăm sóc xe của mình cách tốt nhất. Cảm ơn sự kiện lần này của thương hiệu Omino đã mang lại giá trị cực lớn cho người tiêu dùng. Người Việt dùng hàng Việt, anh chị em nhà mình cứ yên tâm mà sử dụng chăm sóc sẻ cưng nha. Ok anh em ơi, chúng ta cùng chờ đợi với trận đấu tiếp theo, trận đấu thứ tư thôi. 2-1 dành cho game thủ chim sẻ nắng. Đó,
Rồi đây là Max C tới thủ chim sẻ của đơn vị quân được đánh giá là tuyển Max C Kata. Quân này thì chúng ta tôi đánh giá là con Max C nó vẫn hơn một tí các bạn. Max C nó vẫn có một cái độ khó chịu nhất định ở trong map la này. Không anh ơi, tất cả bình luận viên anh Phúc nhá. Tất cả bình luận viên anh ạ, tránh ngoài Asa nhá. Đây là một quả đầu đang có được 6 cây dành cho cái thủ chim sẻ trận thiếu này. Chúng ta đến với trận đấu thứ tư, một kèo đấu chạm 9. Và đang gõ chỉ đám được 2 trận rồi, còn 7 trận nữa thôi. Cuộc chơi khá là dài hơi trong buổi tối ngày hôm nay để phục vụ anh em. Sau một buổi tối sau khi kỳ nghỉ lễ kéo dài đã kết thúc, chúng ta quay trở lại với guồng quay của DC. Thực ra thì trong những ngày nghỉ thì sẽ vẫn có tham gia đánh kèo, nhưng mà khối lượng kèo này nó sẽ hơi ít một chút anh em ạ. Làm vòng bi giò tới từ bài đấu này. Chắc là có anh Phúc nhá. Khả năng là có. Rồi, cố gắng lùa miếng niêu này về thôi. Hiêu đầu đã có và lại có sư tử đứng sau và hiêu đầu 5 con. Rồi, như vậy là quyết định là giải quyết sư tử trước khi lùa hiêu về. Em chào anh em Bisu mạnh nhá, chào anh Bá Linh nhá. Rồi, cánh rừng cạnh mỏ vàng nhưng mà khu vực này dường như là không đóng được ép thì phải. Rồi, hãy cùng xem vào trong trận đấu này, trận thi đấu thứ tư thì sẽ có tiếp tục có một trận nữa có được đôi voi hay không. Nãy giờ 3 trận đấu đầu tiên thì đều là những trận đấu mà hai voi cạnh nhà rồi. Đây là bấy hiêu sẽ đưa về đến game thủ chim sẻ. Chị Tám có livestream trên fanpage Vitamin Network AOE nha anh em nhá. Em chào anh Định nhá, hello anh em. À, chắc sợ cuốn đất nên phải chạy lên sớm, là sao anh? Hai bấy hiêu đây này. Bài này thì lại chưa thấy có voi. Em chào anh Đông Nguyễn nhá. Thêm vòng nữa đi dò. Anh ơi, cho quả kèo khó hơn kiểu lên rơi thế này anh Phúc ơi. Coi đây mà yêu đầu thêm một cái rừng nữa dành cho thủ chim sẻ cho anh Nguyễn Xuân Khánh nhá, chào anh em. Ui rồi né được đôi sư tử nữa rồi, bài ba hiêu. Đây là map đấu xấu dành cho cái thủ chim sẻ đến thời điểm hiện tại khi mà chim sẻ đang mới chỉ có được 3 bầy hiêu thôi, đồ ăn chưa có nhiều. Rồi giải quyết mấy điều này thôi, bầy hiêu sẽ đưa về dành cho bài đấu này. Bài đấu có yêu đầu 5 con đưa về, ok gọn gàng và chúng ta cũng đã đủ gỗ thì cái chiếc bét đầu tiên rồi, cần phải tìm vị trí đóng bét đầu thôi, chấm thêm một cái e nữa. Bét đầu sẽ đóng về mặt 9 giờ, quả phụ đã có hai hiêu hai quả, cố tìm mấy con voi xem nào. Chào bạn Việt Hưng nhá, chào anh em. Lăn đường cho son thì cũng không thắng được anh Phúc ạ, khổ thế. Thôi, lần này em quyết định sẽ không thuê Mạnh Hà bình luận cho em nữa. Bởi vì nếu như Mạnh Hà bình luận thì chỉ tổ nghe chửi thôi, nên không khoái lắm. Rồi, kéo dân gian quả phụ nói chung về cơ bản cũng đã đủ đồ rồi đây, voi xa quá nhờ. Ta sẽ không câu voi này về, tí ăn bấy hiêu thì câu về gần bấy hiêu đó để khai thác mà thôi. Ta sẽ khai thác một quả phụ bên ngoài này trước, quả phụ bên ngoài sẽ là một quả phụ 6 cây tới từ game thủ chim sẻ nắng ở trận đấu này. Trận thi đấu tư khi đối đầu với game thủ Liên Minh 98, trận này chiến thắng được người cầm Kata. Thì về cơ bản con Kata nó có những con y nhiều máu hơn so với y Max C. Nhưng Max C thì cũng có những đơn vị quân như là cung A hai áo, nhỉnh hơn một chút so với Kata, nhưng mà Kata lại có bánh xe. Quân trận này thì nó phụ thuộc nhiều vào bài vở trong map solo mà. Thì bài vở nó sẽ quyết định rất là nhiều. Gặp thêm một sư tử nữa, có thêm hai con, có thêm quả phụ thứ hai. Lực ăn hoang là rất nhiều nhưng Max C thì nó không có bánh xe. Thì ăn hoang những cái đồ này cũng rất là nguy hiểm dành cho những chim sẻ, nhưng cũng vẫn phải ăn. Cẩn thận con dân đi về lại gặp một sư tử nữa này. Đây, kéo dân lên để tăng một quả phụ thứ hai. Đường dân kích đời. Rồi, như vậy là 802 với bài 26 dân, chẳng hạn ép đời nét hơn một chút xíu. Thấy voi dừng giá hết rồi, anh em mới thấy thêm mấy con voi nữa rồi, nhưng mà có điều là chúng ta ăn quả thôi, voi tính sau. Đây, hiêu đây. Quả đây, thêm một bò quả nữa đây rồi. Bò quả phụ này 6 cây luôn, DG. Vâng, và trước khi đến với những cuộc giao tranh ở trận đấu này, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn về nhà chợ Omino, một đơn vị đang đồng hành cùng chim sẻ nắng Studio. Omino là một đơn vị chuyên cung cấp và phân phối các sản phẩm chăm sóc và tẩy rửa nội thất ô tô. Và anh em nào muốn trở thành đại lý phân phối các sản phẩm của nhà chợ Omino chúng tôi thì các bạn có thể liên hệ qua số điện thoại hotline đang có trên màn hình. Đó chính là số điện thoại hotline 0396942122. Rất mong được anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng chim sẻ nắng Studio. Cảm ơn anh em rất nhiều nha. 26 dân, 2 quả phụ và 7 hiêu đầu. Đồ ăn hoang sau khi lên đời thì còn những con voi nữa. Đây là chiếc BB để có thể kê mỏ vàng. Đấy từ cái thủ chim sẻ, 25 dân đến từ 98. Và lên đời xong rồi, đây sẽ chiếc nhà BM này. Đang bỏ bớt dân gỗ ra ngoài thì kéo về ăn vàng nữa. Với 600 thịt thôi nên cũng chưa vội vàng đóng BL. Và thêm một cái nữa là gỗ cũng chưa đủ. Và đây sẽ BL để kê mỏ quả và tí nữa còn ăn đôi voi. Còn dân ăn quả phụ đầu tiên kia thì chúng ta sẽ kéo về ăn vàng. Chuẩn chưa? Bài vẫn kích trong 10. Quick. Rồi, như vậy là 10-48 với 26 dân. Ủa, anh em có nhắc cái câu chuyện Mạnh Hào chửi Hải Mario này, cay đấy nhở. Mạnh Hào này
Chỉ là cái chửi khỏe rồi. Đây là bên ăn vàng đấy, tôi đến đủ chim sẻ và một cái bê cạnh bê nữa là kín mỏ vàng này rồi. Ta có dân ăn vàng đây, một mỏ vàng khá là kín đáo. Xe dò 98 thì cũng đã phát hiện nhà chim sẻ, chúng ta cũng đã phát hiện nhà 98 ở khu vực góc. Phá dự 4 giờ. Công giáp đầy đủ và đây là dân đang đóng ruộng tới từ 98 nhá. Giờ công giáp cho ngựa dò và chơi thôi. Con dò 98 cũng đã đến nhà chúng ta đây rồi. Đây nhà 98. Bài này thì con Maxe nó sẽ rất là mạnh ở trong cái khoảng đó chính là Bourbon giá y. Khi mà bài 98 cũng không phải là một thế bài khung. Và 98 được cái lên sớm hơn rồi, một chim sẻ. Rồi công giáp này sẽ làm 3 đến 4 dân đối phương. Sẽ không cho 98 vẩy e chéo để ăn dân bên trong nữa. Sát thương thể đầu đang cao hơn tới từ cái củ chim sẻ. Bây giờ thì sẽ có thể soi tham để xem được vàng 98 khai thác được là bao nhiêu và sẽ xong được bao nhiêu con lạc đà, bao nhiêu con đi nữa. Đây dân đang hoàn phía bạn. Bạn hoàn toàn có thể kéo tân dân này về để có thể khai thác vàng. Tầm này thì đối phương sẽ chờ lạc đà đến để giải quyết tân dân ăn hoa này của cái củ chim sẻ anh em nhá. Tôi nghĩ là cái mỏ quả kia cũng đã bị phát hiện rồi. Pha vẩy e tới từ cái củ chim sẻ nắng nhưng đây là e 98. Cày nhờ. Vâng, phải vẩy một cái nữa vào 6 bông nhưng không được vẩy ở 6 bông vì vẩy ra bên trước. Cũng vẫn giữ được dân và vẫn giữ được giò. Đấy từ cái thủ chim sẻ. Ngựa chém bắt đầu đẩy đến ra đối phương. Ra được một cái y là ok rồi này. Tham lai là 26/52 dành cho cái thủ chim sẻ. Chị Tám đang khoanh của khoanh ruộng rất là tròn ở khu vực nhà BG. Nhưng chị Tám vẫn vẩy được e. Nhưng mặt này chị Tám vẫn vẩy được. Cũng đã có một y thủ. Đấy từ chị Tám sẽ phải cần có chiếc nhà BI thứ hai. Nhưng trước mắt thì chúng ta phải có một chiếc nhà BS để khai thác đôi voi, đảm bảo nguồn lực của mình như cái đã. Đây những con voi để sẽ có thể ăn hoa. Nhưng lạc đà đôi bạn đến luôn mới đau như này, cày đấy. Và kiểu gì cũng sẽ nhìn bản đồ con và nó sẽ phát hiện ra thôi. Đây, lạc đà nó chạy đi đây rồi. Và quay lại ăn voi. Con ngựa chém của chim sẻ nắng nó nằm xuống và sau tên đó là chị Tám sẽ phát hiện ra khu vực này của chim sẻ. Phải có một y thủ ở đây để kê tân dân ăn hoa của mình, chứ không kê tân dân này thì vỡ tất. Mỏ vàng và mỏ gỗ thì vẫn đang rất là yên ổn. Đấy, chim sẻ mỏ gỗ bị ken e không? Không bị ken e, ok. Nó vẫn giữ được và chị Tám bắt đầu quay trở lại của ngày rồi. Vì đơn giản là chị Tám đã phát hiện ra cái nhà BS của chim sẻ xác con voi sẻ vừa có phá vẩy e trước nữa bắt được lạc đà chị Tám. Còn lạc đà này không thể nào vào đây được nữa rồi. Vào đây thì gõ được gãy luôn. Lên ra 4. Còn lạc đà chị Tám bắt đầu đến. Đây là đã có y ok. Phi voi thôi. Thêm một con voi nữa dành cho chim sẻ. Lạc đà sẽ mang vào đây. Chị Tám ra được ruộng nha, đó là cái lợi thế của chị Tám. Nhưng những con y của ta sẽ cày được vào, đó chính là khoanh ruộng của đối phương. Tại sao đánh y? Bởi vì đơn giản là không có cái gì để đánh chị Tám nữa. Không có thể chuyển ai cả. Bài này không thể chuyển ai. Gì cũng không được nhà đâu. Đây, đội bạn đã vậy bắt y chim sẻ đây rồi. Xiên, và trai. Lượng y 98 đang có rất đông. Chúng ta đã lên được cửa nghệ, đó chính là giáp 4 cho con y của mình rồi. Giáp 4, tới thường hình cũng chim sẻ, còn đây là y 98. Nhiều y một tí nào. Y đội bạn mới chỉ là giáp 2. Giờ y giáp 4 hoàn toàn có thể để hai y đứng lại thi đấu. Là lạc đà đội bạn quay trở lại đây. Còn lạc đà có một máu và gõ cái là gãy luôn. Con giò cũng đã gần hoàn dành cho cái thủ U98. 32, đó là thắp lại tại tới từ game thủ chim sẻ nhau. Thêm một con y mới nở ra. Con giò đội bạn đã quay trở lại đây và cả những con y của đối phương nữa. Thêm một con y mới nở ra. Rồi, xiên y của đối phương nào. Giữ dân nào, lên ăn bấy hiêu. Bấy hiêu, bấy hiêu ở trên. Đó. Đây, bấy hiêu mà chúng ta có thể khai thác. Dành cho cái thủ chim sẻ, tách vào dụng chim cơ bản để xem có ruộng hay không. Không thể có ruộng đến từ 98 và không, vẫn có ruộng ở nhà nha, một vài chiếc ruộng dành cho đại diện bên phía vitamin và sẽ đang có y ra 4 xiên vào. Đây là ngựa giò và lạc đà, bạn đi quản dân đến củ chim sẻ. Chắc chắn đôi bạn phát hiện ra củ này rồi, sẽ khả năng cao sẽ mất dân. Lạc đà này sẽ rất là đau đây. Cái lực sóc y của 98 có vẻ đang tiện hơn so với củ chim sẻ. Bởi vì đơn giản là đôi bạn có ruộng, đó là cái lợi thế mà mình đã nói với anh em ngay từ đầu. Sẽ bền hơn so với những việc đi ăn hoang, không bo bế được như thế này. Đấy từ chim sẻ. Bây giờ đi lạc đà mình giò sẽ chạy vòng tròn quanh bầy hiêu để kinh dân của chúng ta. Chúng ta sẽ không đủ lượng y để đâm vào nhà đối phương. Tách một tờ dân ăn gỗ nó đi tìm đồ ăn hoàng dành cho cái chim sẻ nắng. Thậm chí là lạc đà nó bắt chém nhà bầy chim sẻ này. Để láo. Xiên bấy luôn. 400 gỗ để có thể ăn hoàng hoặc là vẽ ruộng. Bầy hiêu này thì chưa dám ăn. Vì nó quá gần nhà mình. Thế trận vẫn đang căng. Và các bạn có thể thấy là 98 có chém đi, có lạc đà đi quản map nhá. Sẻ thì không. Bởi vì vẫn đang phải sóc y đều để đối đầu với 98 đã. Đây, các bạn phát hiện ra mỏ vàng rồi và đối phương sẽ biết là sẻ đã tách dân gỗ đi ăn hoa. Các bạn nhìn thấy con lạc đà nó sẽ đi qua mỏ gỗ chim sẻ, nó sẽ không nhìn thấy dân ăn gỗ sẻ đấy nữa. Tất nhiên nó sẽ biết là ông đang tách dân đi ăn hoa rồi. Và tìm được một cái góc, quyết định là cuốn khoanh ruộng với 400 gỗ này, liệu có đủ? Được 4 móng ruộng. Dân ăn gỗ đây để tiếp tục vẽ ruộng. Và 98 vẫn đang cơ cấu được cái móng ruộng của mình. Sẻ đang không xiên được móng ruộng 98 nhá. Đây mỏ vàng rồi bạn, vẫn còn 2 dân từ đầu đến giờ ở đây. 98 đang tách dân đi đâu đó thôi. Hôm nay thì thêm một cái ruộng nữa. Chấm cái e trước tới từ cái củ chim sẻ. Ở đây là dân gỗ của đối phương. Chém đi quản. Cái điều quan trọng là phải có chém đi quản anh em ạ. Có chém nó sẽ đem lại cái
độ giãn nhất định dành cho dụ chim sẻ. Vận dụng rất to như 98 anh em nhìn. To thế này thì bảo sao vậy anh Hoài không? Không phải anh Hoài mà yêu đối phương cũng không vào được bởi vì đơn giản chặn. Rồi, làm lần nữa. Ok, nó chém. Khả năng nó sẽ đuổi chém này. Yêu 98 đang là rất đông nha. Sẻ đang ít y hơn 98, ăn thêm một dân hơn 98. Cố gắng từng dân một. Tham lai về 15 dành cho đủ chim sẻ. Thế trận đang ngày càng khó hơn dành cho đại diện của Striker Gaming. Tham lai chúng ta đang bị đè rồi. Lượng y của các bạn sẽ đông hơn đủ chim sẻ. Kể cả sẻ có quấn được 6 cái ruộng ở đây thì vẫn ít ruộng hơn 98 và ít y hơn nữa rồi. Tham lai 98 nhiều y hơn. Lần ăn gỗ lại còn đang bị tắc nữa thế này. Mệt ghê. 600 gỗ, à 600 vàng rồi. Bỏ bớt dân ăn vàng đi thôi. Đây, làm được một cái ruộng nữa ở đây. Đây, xong làm một cái ruộng nữa là đủ tròn. Được 6 cái ruộng. 6 cái ruộng và lượng vàng này thì hay đều. Sắp thêm càng chém ra đi quả map. Cố vít thêm một cái ruộng nữa nào. Chưa đủ. Vẫn đang phải cua gỗ. Không thấy con ruộng bên ngoài. Chỉ đang sẽ co hết về một cái ruộng tròn vo ở BG đầu của mình thôi. Để có thể bảo kê một cách nó nét nẻ hơn, dễ dàng hơn. Đây, y đang đứng chờ chém sẻ vào đây. Giải quanh nhà với những con y, những con lạc đàm. 98 chỉ cần giải ở đây và sắp đều y ra thôi. Nó đi xiên bỏ vàng chim sẻ. Không cần đi tìm ra năng hoàn nữa luôn đấy. Khá cố gắng đến từ game thủ chim sẻ nắng. Con chào bố nhá. Con bị lạc đà rồi bạn xả mất con chém bên ngoài nữa. Đây, y rồi bạn đây. 98 lạp bố rồi. Đây, y chỉ đang làm khá là đông. Lúc này những y sẽ lao vào cách nó nhanh hơn. Đấy, khiến cho y chỉ đang nằm xuống. Và 98 đã giành chiến thắng và phân mình cái việc 2 đều trong buổi tối ngày hôm nay. Hơi khó với cái thế bài như thế này anh em ạ. Cày. Cháy lâm sảnh nha, cháy vương quốc 3. Bài không có thế. Bài này chỉ cần có cái thế, có cái hốc này. Ở trên này có cái gì đó. Thì còn đỡ đỡ tí. Thôi, chờ đợi đến với trận đấu tiếp theo rồi. 2 đều kéo cân quá. Sự kiện gì mà đông quá trời quá đất. Toàn khách mời xịn sò với người nổi tiếng. Có bạn chim sẻ đi nắng, tân một cú, yêu lê xinh đẹp này. Sự kiện lần này là lễ ra mắt thương hiệu Omino chuyên các sản phẩm về chăm sóc sấy cưng. Có thể kể đến như Omino tẩy đa năng dạng bọt, Omino xịt bóng lốp, Omino xịt khử mùi ô tô, Omino tẩy nhựa đường, Omino nước rửa kính chuyên dụng, Omino xịt dưỡng bóng nội thất hương cà phê. Omino luôn mong muốn sẽ đem đến diện mạo mới dành cho xe ô tô của bạn, đảm bảo đầy đủ yêu cầu của khách hàng về sự an toàn của sản phẩm và tiết kiệm chi phí bảo dưỡng cho xe của khách hàng. Tất cả khách mời đều rất mong chờ các sản phẩm đến từ thương hiệu Omino được tung ra thị trường. Cái nơi rửa xe nó ở xa nhà quá, trung tâm spa nó xa nhà quá thì mọi người có thể chủ động sử dụng các sản phẩm như Omino để tự chăm sóc xe của mình cách tốt nhất. Cảm ơn sự kiện lần này của thương hiệu Omino đã mang lại giá trị cực lớn cho người tiêu dùng. Người Việt dùng hàng Việt, anh chị em nhà mình cứ yên tâm mà sử dụng chăm sóc sấy cưng nha. Ok anh em ơi, chúng ta sẽ đến với trận đấu tiếp theo nha. Trận thi đấu thứ 5 ở trong kèo đấu này. 2 đều. Kèo cân chặt. Xúc. Vâng, đây là AC dành cho cái cục chim sẻ đối đầu với Hitty của 98. Sẻ cầm Hitty thì thắng AC của 98. Và bây giờ thì sẻ cầm AC thì con Hitty 98 khó. Làm bóng bí giò thôi. Bài đấu cũng đầu rất là gần và đẹp đây rồi. Tìm quả đầu. Cạnh mỏ vàng này không, dừng ok, dừng thông luôn. Đây là mỏ quả đầu 7 cây từ cái cục chim sẻ, mắc của mắc với bài AC này. BG thiết kế luôn. AC Hitty anh em nhá, hai anh cùng tuyển ở trong map line, nhưng mà AC tất nhiên là sẽ đánh giá nhỉnh hơn với khả năng ghép đời và cái sức phát triển của nó. Một bài cầm AC tới từ game thủ chim sẻ. Gỗ đầu rất là gần đây rồi, quả đầu 7 cây rừng đẹp luôn. Bài này thì end đầu sẽ được thiết kế ở ngay phút thứ 3, thứ 4 thôi. Làm vòng đi dò và tìm hiêu đầu, cũng như là những con voi. Trận trước thì đã không có đôi voi và hy vọng trận này sẽ có đôi voi. Nhưng đôi voi ở rất xa. Tránh khai chi vát nha, tránh em. Làm vòng bí giò thôi. Đây, bầy hiệu đầu đến từ cái vụ chim sẻ. Và luôn cái điều này về, bầy hiệu đầu ít nhất là 6 con. Tôi nghĩ là như vậy. Một bầy hiệu to đó. Rồi, luôn cái điều này về. Dần dò trong góc 3 rồi, kia thấy một quả đôi voi trong đấy nữa rồi, mắc beo. Đấy, có cả vực này. Rồi, hiệu đầu 6 con. Tới từ cái vụ chim sẻ, bầy hiệu phụ đã có xe giò tìm đồ ăn, cũng như tìm nhà đối thủ, có thêm một cái rừng thông nữa ở mặt 6 giờ. Dừng qua nhà cũng là ok, chạm 9 nha anh em nhá. Đây, bây Hiêu đang được đưa về đến từ cái mục chim sẻ rồi. Đang nghĩ ôi Hiêu đầu xa nhưng mà với một con AC dân di chuyển nhanh thì hôm nay bị thương. Không gì cả. Rồi, luôn mấy con Hiêu này về. Bảy hiệu nhắm mắt luôn được về nhà thế này nữa. Hiêu 7 anh em nhá, Bảy Hiêu 6 Trạch Tuấn Phan nhá. Ở đây Bảy Hiêu sẽ đưa về những bài đấu này. Ôi Việt ơi, anh xin em đây. Lạc quan như em thì anh chịu rồi. Đây Bảy Hiêu đầu đưa về. Hiêu 7
xả luôn. Tránh chỗ trọng đại nhá. Có quả phụ rồi và về cơ bản là đủ đô. Xe giò này cắm trước cửa nhà rồi đẩy đi sang nhà 98 xem nhà được bạn ở đâu nữa. Ad đầu thiết kế. Hai quả phụ đây rồi. Hiệu đầu hai quả phụ và hiệu phụ đồ ăn cũng là bóc binh. Đấy đưa đến một chim sẻ. Rất ok. Còn xe giò này cố tìm trước cửa nhà nhưng còn sót con voi nào nữa thì lại càng bóc binh hơn nữa. Bài này thì ổn rồi anh em ạ. Hai quả phụ, hai bầy hiệu. Mắc của Mắc. Vâng, và đến với trận đấu này, trận thi đấu thứ 5 ở trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi vẫn xin giới thiệu với bạn về nhà chợ Omino, một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio. Omino là đơn vị chuyên cung cấp và phân phối các sản phẩm chăm sóc và tẩy rửa nội thất ô tô. Anh em nào muốn trở thành đại lý phân phối các sản phẩm đến từ nhà chợ Omino chúng tôi thì các bạn có thể liên hệ qua số điện thoại hotline đang có trên màn hình, đó chính là số điện thoại hotline 0396942122. Rất mong là anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Muốn solo với Chim Sẻ Nắng thì làm cách nào nhỉ? Anh có thể inbox trực tiếp cho em Hàn Bài Gộ, anh có thể inbox trực tiếp vào fanpage Chim Sẻ Nắng anh nhá. Nên kèo solo với Chim Sẻ luôn. Đây, bầy hiêu mà Sẻ đang muốn lùa về gần rừng để đóng anh nhân đôi. Ăn cả hiêu cả gỗ bởi vì kiểu gì đánh cung chúng ta phải có cái S thứ hai rồi. Và anh cũng xem với 98 liệu rằng có một vài đột biến. Hiêu nhìn ngứa mắt quá, rồi ăn quá. VG luôn, sao lại lắm quá thế này. Bài rất nhiều quả anh em ạ. Vẫn ăn hiếu, vẫn ăn cả quả được chưa? Đừng dân với kinh đời 81 với 27 dân. Chuyện này làm cái S nữa này, rất nhiều em. Đây một quả đấy, thủ chim sẻ. Đây, chiếc bé nữa đây rồi. Bảo chị nhọn về đánh sâm, chị nhọn về đánh sâm anh. Ôi, cái thằng này. Sao anh em lại cứ thích bắt nạt những người kém thông minh thế nhỉ? Ngại quá. Em có tham gia giải bình luận viên anh nhá. Rồi, 3 đánh 27 dân dành cho nguyên thủ chim sẻ. Rồi, anh Hà bị chuẩn cami rồi. Solo với Hải em có phải đặt lịch không em ơi? Dạ có anh ơi. Không đặt lịch làm sao đánh được với em. Em đi bình luận tết tay ra. Anh ví dụ bây giờ anh bảo tối mai dành đánh anh nhé. Tối mai sẻ kèo làm sao đánh được đúng không ạ? Thế nên phải đặt lịch chứ. Rồi BA BM thiết kế đóng kiểu rất là dớ dẫn đấy rồi. Nhà 98 các bạn thì nhìn thấy ở ngay góc 11 giờ kia rồi. Rồi cộng 1 dân và kích đời 10-37 với bài 27 dân cộng 1 đóng thêm e. Xin con T. Xin T, xin T chưa? Kéo solo random nên phải xin T đấy. Rồi bắt đầu cơ cấu ra ruộng tới từ cái thủ chim sẻ đấy rồi. Sĩ đến từ mảnh đất thường tín đấy nhá. U98 có like mấy người, U98 like trên fanpage Vinh Vinh Đánh Quốc Đào anh em ơi. Thế Hải mời ai bình luận đấy em. Hay lại thằng bạn thứ à. Ôi, em thì cần gì bình luận viên đâu, em tự đánh tự bình luận anh ạ. Tiền đâu thuê bình luận viên giờ. Tự đánh tự bình luận anh nhá. Em chẳng hiểu nhá. Từ năm ngoái đến nay mới nghe tiếng Hải đâu anh. Em nghỉ lễ hơi sâu tí, nghỉ đủ combo 5 ngày. Rồi, giải quyết mấy con nông dân 98 thôi. Không, em không ở thường tín, em ở Bavi. Sĩ Yamato ở thường tín anh ạ. Rồi, đang bắn vào nông dân của 98 nâng cấp ấy xe ở nhà. Thì chúng ta đang bị T, 98 chơi vào, xin thêm đàn T hay không. Rồi, cơ cấu ra ruộng cho bài đấu này thôi. 4A. Cả hai cái thủ đang sử dụng con T để đối đầu với nhau. Xin thêm T để thủ nhà với C8 và có con T đi công đây rồi. Nói chung là lực ăn hoang sẽ rất là nhiều. Thoải mái luôn. Em ở cầm lĩnh Bavi nhé, anh em gần hồ suối 2 ạ. Vừa rồi về quê đi lên đền thượng. Ui, leo trèo tí rụng chân ra. May mà vẫn đi lên đi xuống được. Tránh Nguyễn Ngọc Anh nhá. Rồi, khai thác thêm mấy điều này nữa để từ chim sẻ trước khi mà có tân cung đầu ra đỡ mất tay. Đi luôn ở thời điểm này là quá đẹp rồi. Đây là yêu đến từ chim sẻ. Tân đợt tiếp theo, tân đợt thứ hai, cũng hai đang nâng cấp bài 4A cũng hai luôn. Lên. Vẫn có ruộng, vẫn có những tân ra dần đều dành cho chim sẻ và tự tin ốc thẳng về phía bạn. Chim đám cũng đã có tân đợt đầu tiên rồi, bài chim đám khá là ok. Chim đám dường như cũng sẽ là bài 4A thôi, nghĩa là không hơn được với cái bài hitty này. Thậm chí có thể 3A đến chim đám. Tân thứ hai đã có đến từ chim sẻ đấy rồi. Con sẽ ra hơn một chút, gỗ hai đã lên xong. Ở thời điểm này là thời điểm chúng ta cũng dùng dịch nhờ. Sắp thêm tuần nữa thì tăng nga. Nhanh chóng. Càng nhanh càng tốt, tàu nhanh. Rồi, đây là T của cái thủ U98.
đã phát hiện ra đang hoang cái vụ chim sẻ mà các bạn sẽ biết là lực của chim sẻ đang hoang rất là nhiều. Có một tấn công dí vào đây luôn, ta có một quả sắp ép ở 2 giờ nữa cũng có thể khai thác được. Tháp Lai đã ở số là 4x dành cho cái vụ chim sẻ đang đây rồi. Chỉ đám sẽ lao vào bên trong nhà chính của chúng ta để có thể tìm kiếm những con đồng dân với một tơn khá đông quân. Và đây là hai tơn chỉ đám lao vào cả đông thế nhỉ. Giờ lao vào khá đông dành cho cái vụ chim sẻ 98 nhá. Sẻ đang ốp nhà bè bên phía đối bạn, nhưng như này là chưa đủ. Tháp Lai là 50, tới từ cái vụ chim sẻ vừa công vừa thủ. Khá căng với những tình huống nhiều tay của cái vụ 98 đến thời điểm này. Khiến cho chim sẻ đang hơi loạn nè một chút. Ta đã bền lại lực ăn hoang ở mặt 3 giờ rồi và quan trọng bây giờ là phải bắt những tơn quân đi công của đối phương. Và nhà bèo sẽ đang bị ốp vào, vẫn có tơn tách quân đến từ 98. Không có đối thủ hệ nhiều tay, bóng máy cực kỳ khéo léo dành cho đại diện bên phía team Vitamin. Và tôi nghĩ là 98 sẽ chưa có được công nghệ chặt gỗ 2. Chúng ta đang hơn đội bạn một chút về mặt công nghệ với công nghệ chặt gỗ 2 dành cho cái cục chim sẻ và mỏ ruộng ở chiếc BG phụ chim sẻ còn chưa bị phát hiện nữa. Thì đó cũng là một cái nguồn lực ổn để chim sẻ có thể xong quân và cần cơ cấu mỏ gỗ của mình thôi. 37E để bắt quân của 98 tới từ chim sẻ nào. Với tham lai là số 53, tiếp tục là những cung 7E, tiếp tục là 7E, 7E đến chết luôn. Di chuyển em dai chạy, vẫn giữ được hai cung đưa bỏ đi dành cho 98. Oh. 51, đó là tham lai hiện tại dành cho bài đấu này. AC mà to à, ức okay. Anh thực sự là anh cảm thấy rất khó chịu với em, Việt béo á. Em bị một lần em chuyên chừa à. Cay ghê. Tham lai 5x dành cho cái chim sẻ và vấn đề của chúng ta bây giờ là đang chưa công được vào lực của 98 nha. Mới đánh bay được một mỏ gỗ gần nhà BA bên phía đối phương thôi, còn lực ruộng hay là những mỏ gỗ bên trong đều đang chưa phát hiện ra và chưa lao vào được. Và đây là pha giải E tới từ chim sẻ nắng để bắt quân của đối phương. Tham lai đầu số là 54 dành cho những chim sẻ của Hitty đang bắn rất là đau. Và những con nông dân những con cung đờ những chim sẻ vẫn đang điều rờ đội bạn. Đồng đấy. Vâng, 53/80 tới từ cái tụ chim sẻ nắng. Vừa đẩy lùi tướng quân đi công của đội tuyển U98 rồi. Giám đang cố gắng rỉa từng dân chim sẻ một. Và đây là một góc để chim sẻ nắng có thể có những pha 7E của mình. Và đúng là như vậy, bắt đầu sử dụng những tình huống 7E dành cho những thủ chim sẻ. Pha 7E nó là quá khít đi, 98 đang không có góc để chạy cung R. Tiếp tục một pha 7E nữa dành cho những thủ chim sẻ nắng. Nhà hàng ta lại bị lao vào. Lực lượng quân 98 nằm xuống cũng đang là rất đông. Và tỷ số là 3-2 dành cho những thủ chim sẻ nắng ở trong cuộc đấu này. Ấy xì mà to à này. Mày thấy to chưa? Điệt béo. Có mình anh thấy là em đã thấy con AC này nó to chưa? Mà anh cũng chờ đợi trận đấu thứ 6 cái sau đây rồi. 3-2 dành cho đủ chim sẻ nha. Cái gì mà đông quá trời quá đất, toàn khách mời xịn sò với người nổi tiếng. Có bạn chim sẻ đi nắng, tân một cú, như lê xinh đẹp này. Sự kiện lần này là lễ ra mắt thương hiệu Omino chuyên các sản phẩm về chăm sóc sấy cưng. Có thể kể đến như Omino tẩy đa năng dạng bọt, Omino xịt bóng lốp, Omino xịt khử mùi ô tô, Omino tẩy nhựa đường, Omino nước rửa kính chuyên dụng, Omino xịt dưỡng bóng nội thất hương cà phê. Omino luôn mong muốn sẽ đem đến diện mạo mới dành cho xe ô tô của bạn, đảm bảo đầy đủ yêu cầu của khách hàng về sự an toàn của sản phẩm và tiết kiệm chi phí bảo dưỡng cho xe của khách hàng. Tất cả khách mời đều rất mong chờ các sản phẩm đến từ thương hiệu Omino được tung ra thị trường. Cái nơi rửa xe nó ở xa nhà quá, trung tâm spa nó xa nhà quá thì mọi người có thể chủ động sử dụng các sản phẩm như Omino để tự chăm sóc xe của mình cách tốt nhất. Cảm ơn sự kiện lần này của thương hiệu Omino đã mang lại giá trị cực lớn cho người tiêu dùng. Người Việt dùng hàng Việt, anh chị em nhà mình cứ yên tâm mà sử dụng chăm sóc sấy cưng nha. Ok anh em ơi, chúng ta cùng chờ đợi đến với trận đấu tiếp theo nha. Trận thi đấu thứ 6 của cuộc đấu này. Anh em thấy con AC này nó đã đủ to chưa ạ? Cày ghê. Xem 98 anh em có thể theo dõi ở trên fanpage Vitamin Network AOE anh em nhá. Anh em tìm trên Facebook Vitamin Network là thấy ạ. Em chạy link đồ ra dụng nhá. Hello anh. Sẽ rồi. Còn tổng động viên là 6 trận nữa nhỉ. Gì cắn. Cắn. Nhanh thôi không đau đâu. Yeah. Đấy, cầm yeah này ai chịu được. Quân. Một bài cầm Yamato tới từ cái vụ chim sẻ. Và anh cũng chờ đợi xem 98 sẽ cầm đơn vị quân gì ở trong trận đấu này anh em nhá. Yamato. Làm vòng đi dò thôi. 9 trận 15 trận cho lâu. 9 là hơi căng nhỉ, 17 trận tổng động viên. Nếu mà căng đét 98. Đấy là một quả đầu 7 cây dành cho đủ chim sẻ đây rồi. À, cho dân khai thác một quả của mình thôi. Hey, hello anh em nhá. Ôi, solo IA này. Trái biệt thích nhá. Solo IA anh em nhá. Rồi, làm vòng đi dò ra một cái rừng cạnh nhà đây rồi. Mỏ vàng thì đang tạm thời chưa có đến từ cái thủ chim sẻ. Và sẽ có những cái đi dò đầu tiên.
IA đối đầu với Yamato, tất nhiên là quân sẽ đánh giá là cân chặt rồi. Bây giờ chỉ còn là bài vở nữa mà thôi. Đang tìm góc 9 giờ để chống trơn tới từ chim sẻ. Thêm một cái rừng nữa, ô khung này. Nhưng mà vàng ngoài, vàng ở đây. Ethanol cả gỗ cả vàng, mắc beo. Yêu đầu đâu? Chắc chắn yêu đầu nằm đây rồi, không chạy đâu nữa rồi. Đấy, sau cái móng BE này. Đấy, cạnh mỏ vàng luôn, yêu 7. Con này không ra nữa, đánh họ. Giết mày luôn. Đánh đời 4 đi nhá. Đánh đời 4 này, khó ai. Ra đời 4 à, sẽ nằm sư tử thế này. Rồi, em ra lùa hiêu đây, anh yên tâm. Anh không phải cắn để em không đi dò được nữa. Ôi, quay em ra đi máu này về lùa hiêu thôi. Mất một con hiêu cho 7 hiêu đầu rồi. Hiêu đầu còn 6 con, đấy là vị cụ chim sẻ. Chào anh em nhá. Lùa cái hiêu này về. Này thì bướng, bướng cái gì vậy em? Solo IA gì đâu bướng em, anh ngoan mà. Yên tâm, anh chưa bướng đâu. Mày cứ vào gáy đi Việt béo á. Vào báo đến sớm lắm. Đấy, bây giờ đầu được chim sẻ từ đưa về quả phụ thấy đây rồi. Và về mặt 12 giờ thấy thêm một quả phụ nữa thì thôi để đánh vậy. Bài méo mó có không ép đời hiêu đầu hai quả phụ thôi. Mình ép đời kém trên 8 giờ nó khỏe quá rồi. Đây là đánh những cái bài nó dễ thôi. Voi vụng giờ khoai. Đùa miếng thiên này về. Ép đầu sẽ thiết kế tầm cái truyền thông rất là bắc bình dành tới từ cái vụ chim sẻ ở đây. Và yêu đầu 6 con sẽ được đưa về. Mặc dù nó hơi muộn một chút nhưng dù gì thì đây cũng sẽ là bài đấu mà không thể đánh ít dân được nữa rồi. Đây phải đánh nhiều dân. Cứ có hiêu về với dán quả thêm một quả phụ nữa thì 12 giờ chuẩn bị quay ra thấy bây giờ thành bài hiêu đầu hai quả phụ vẫn mắc béo rồi bầy hiêu đưa về thành công đến từ cái chim sẻ 6 con hiêu do là cái bầy hiêu đầu một con nó trốn trong mỏ vàng không khai thác được như vậy là hai hiêu hai quả đủ đô. Và đến với trận đấu này, trận thi đấu thứ 6 trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi mới xin giới thiệu với các bạn về nhà chợ Omino, một đơn vị đang đồng hành cùng chim sẻ nàng Studio để phát triển cộng đồng AI Việt Nam. Omino là một đơn vị chuyên cung cấp và phân phối các sản phẩm chăm sóc và tẩy rửa nội thất ô tô. Anh em nào muốn trở thành đại lý phân phối các sản phẩm tới từ nhà chợ Omino chúng tôi thì các bạn có thể liên hệ qua số điện thoại hotline 0396942122. Rất mong được anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng chim sẻ nàng Studio nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Rồi, đây là một quả phụ 5 cây dành cho chim sẻ, bài cũng quả phụ thứ hai nhưng mà lại có hai cái bầy hiêu thành sách này. Chào anh em 26 nhá. Thẳng A thì không thể rồi anh ạ. Bài này thẳng A thì chắc nó chém nó phát chết luôn mất. Thế nên em nghĩ là không thể nào thẳng A được rồi. Bài này vẫn sẽ đánh ngựa chém thêm đầu, thậm chí nếu bài nó đẹp quá mình còn phải thủ phu với nó kìa. 18% đến từ 98, sẻ thêm 17%. Ở đây sẽ bấy hiệu tiếp theo đến từ cái thủ chim sẻ. Cái góc này chúng ta cũng có thể cơ cấu đi dò lên 12 giờ xem có bo được không nữa. Đấy, yếu 4 này, yếu thế nhờ. Bài này yếu đấy. Giờ chỉ có lên góc 12 giờ kia thấy con voi gì gì đó thì ngọt xẻo. Chắc cũng đóng BB cái khe đấy thôi. Rồi, cơ cấu chuẩn bị đóng nhà BB thôi. Anh Kim Trần có thể truy cập vào group chim sẻ nắng phát club anh em nhá. Đấy, góc này cũng dễ bò bế thôi. Thì chúng ta bò rộng ra tí. Căng kiểu gì cũng kín nhà rồi. Chưa lên đời. Rồi, gỗ đã thừa và thịt cũng sẽ đủ dành cho những bộ chim sẻ thôi. Đây sẽ là BM và đây sẽ là chiếc nhà BL. Đó điều đương nhiên rồi. Chúng ta sẽ không thể nào đánh thẳng cung A với một bài đấu như thế này được. Lên đời cân pheo nhau, tới từ cả chim sẻ nắng và cái phụ của Jimmy 98. Cân. Quân cân và ép đời cũng cân, cộng một dân 13-8. Với bài hai hiệu hai quả, tới từ cái bộ chim sẻ. Đừng chặt gỗ ạ, sành điệu đấy. Ôi, gió thủ nhỉ. Cơ cấu ăn vàng. Làm việc cả ngày tối về xem xẻ, thú vui tao nhã đúng không anh? Ngày làm việc mệt mỏi vất vả, chúng ta sẽ có những giây phút giải trí với những trận cầu AVE đỉnh cao, quá tuyệt vời luôn. Chào anh Đinh Quang Tú nhá, hello anh Giai. Nó bắt đầu bo bế dần nhà cửa mình thôi, gỗ cũng đang còn rất nhiều đến từ cái thủ chim sẻ. Sẽ quyết định là ra ruộng, đứng có do thủ với một bài Yamato như thế này. Vẽ ruộng có vẽ ruộng cạnh BL nữa không? Đã bắt đầu bị xiên với mỏ quả bên ngoài và khả năng sẽ mất ít nhất là tầm 2 đến 3 dân. Con giò này của 98 đó là con giò công giáp anh em ạ. Ê, đầu đây. Rồi. Bắt đầu lao vào trong nhà chúng ta rồi và lực 98 có vẻ đang ổn hơn so với cái thủ chim sẻ này. Đời thì sẻ chưa có công giáp cho ngựa giò và bài này lên đời cũng thì phải thủ phú nữa. Chưa kín được nhà này chuyển thế bo nhỏ về kín nhà bây giờ thì quá tôn ngộ rồi và một p thủ dành cho chim sẻ xin con ngựa chém. Chưa đủ lực để nâng cấp bánh xe, bị chóng mất dân ăn hoa bên ngoài. Sẽ rất yếu ớt với một bài đấu như thế này mà 98 có thể tự tin đó chính là chuyển thẳng cung A.
khi mà nhận ra thằng bài chiến đang hơi yếu. Mặc dù sẽ đã chủ động nâng cấp chặt gỗ nhưng để chuyển A với 98 ở trong cái thế như thế này nó sẽ là cửa dưới. Kéo chém về bắt con giò rồi bạn thôi, vậy E luôn công. Không có pha vậy E dành cho chủ chim sẻ. Chém bây giờ chém Momo mất thêm dần nữa rồi. Và các bạn đã nhìn thấy nhà P của chim sẻ nắng. Đứng lại. Thách thức người tài à. Nó vẽ ruộng thôi. Xa đấy. Cái gì đây? To tí te. Rồi đã bo được mặt 12 giờ đây rồi, có phù đứng bên trong khoanh ruộng rồi. Thì chúng ta sẽ quán kín lại nhà của mình. Sau một P đều đã anh em ạ. Vệ bánh xe còn chưa lên đường nữa. Yếu bạn này yếu lắm. Rồi đó. Đó. Mày hú á. Mày hú cay gì. Hú này phù có giò luôn cho nó chưa được. Mày hú này. Hú. Hú. Hú đi. Rồi, tóm được giò rồi bạn ơi, rồi nhốt được con phù bên trong khoanh ruộng này rất là an tâm đến từ cái thủ chim sẻ. Các bạn thì ăn được một con dân của cái thủ chim sẻ cũng có P thì chúng ta bắt được con giò đội bạn và đội bạn phải đem con ngựa chém đi. Chỉ tám nó có 32 dân. Câu chuyện bây giờ là sẻ đang tập trung ra ruộng nhiều, không xong chém nữa, chỉ xong phù được cái bảo vàng. Giò chém Momo đi quản bản đồ, thêm con giò phù được 98 cũng đẩy đi quản nữa. 34 dân đến 98 tham lai đang cân tới thời điểm này. Và tôi nghĩ là 98 sẽ chuyển A. Khi mà sẻ có phù như này thì 98 không thể nào lựa chọn lối đánh trông chém với một bài Yamato như vậy được. Và đây là dân ăn hoa của cái thủ Vinh 98 đã phát hiện một quả quả với bạn. Và bạn cũng có phù và sẻ mất luôn một chém. Mất luôn được vị quân đi quản rồi. Để chúng ta cùng xem lượng ruộng với cái bài nhiều dân như vậy thì 98 nó có một bài như thế nào nha. Vừa rồi là tăng cái nhà gì ạ? Có P bên trong thì 98 đang kín nhà. Đang phù với giò với chim sẻ, bạn vẫn đang ăn hoa bên ngoài nữa. Và như vậy là tăng châu L chứ không chuyển A dành cho cái thủ chim sẻ nào. Một lựa chọn rất táo bạo. 98 đang có rất nhiều chém ở đây. 3L đến chim sẻ rồi nhưng cần phải tới công nghệ nữa cơ. Đang ăn vàng 2. Anh thấy nó cũng có một vài phù đấy. Bây giờ 98 có thể lựa chọn lối đánh không chuyển A mà lên thẳng 4 chẳng hạn. 900 vàng. Với lượng chém vào 2 con phù, 3 con phù như vậy thì mình nghĩ là 98 chưa lên 4 được. Ít nhất thì đám có được khoảng độ 5-6 chém rồi. Còn mình nghĩ là nhiều hơn. Để xem 98 sẽ lựa chọn lối đánh gì. Với việc sẻ thủ phú này thì 98 cũng chưa vội vàng lao vào. Và quyết định lên công nghệ cho chém. Và bắt đầu tấn công phù cho 98. Người đen rồi. Phú IA nó lởm rồi anh em. 98 bắt đầu vào với những con chém của mình. Sẻ đang lên công. Đang có được khoảng 2-3 con phù đứng bên trong. Quay trở lại ăn vàng như bình thường. Bây giờ phải công 4 giáp 4 nữa nha. Và cả công nghệ đầu máu nữa cơ. Nhiệm công nghệ phải nâng cấp. Tôi nghe thấy tiếng phụ vị 98 thôi. Bên giáp dành cho đi một chiếc xe. Bây giờ có chém công giáp đầy đủ rồi. Có phụ đưa ra thể đỡ nhà của mình. Hiểu luôn. Sẽ là bài châu chém đến từ cả chiếc trẻ và cả 98. Chưa có một game thủ nào chuyển A. Châu chém kẹp B. Đó là lựa chọn của cả hai anh em. BC thiết kế ruộng nương đang ra rất nhiều đến từ chiếc trẻ rồi. Yamato thì chém nó rất là rẻ. Và cái khả năng sóc chém IA thì các bạn cũng biết là cực kỳ mắc bình. Anh em muốn theo dõi màn bài 98 thì các bạn có thể theo dõi trên fanpage Viên Mình Network AOE nhá. Em chào anh Tuyên Đoàn nhá. Hello anh Giai. Và đây là những con chém dành cho game thủ chim sẻ nắng. Vẫn đang tụ chém. Và vẫn đang đặt một dấu hỏi rất lớn về cái thủ chim sẻ là liệu rằng 98 có lên 4 hay không? Đấy là vấn đề. Và như vậy là sẻ báo về 98 đã là một bài đấu chuyển cung A. Sẻ tăng thêm BL. Đấu máu chưa lên kìa. Làm lỗi công nghệ đấu máu đi cho nó mắc B. Làm chuyển A. Rồi vào. Còn nhà 98 luôn. Chuyển A trông chém thôi, chơi được thì bạn sẽ là kiểu A kiểu B. Đây là cung A của 98. Chắc chắn bắt buộc. Nhưng bắt buộc là 98 phải có giáp 4 nữa. Sẻ ra 4L. Đang luồn một tên chém ở bên trong nhà đối phương. Và đi ăn vàng. Chiếm vàng trên bản đồ cũng là một lựa chọn để cho chim sẻ. Đàn chém này thì mình nghĩ là phù IA nó không phù được hết đâu. Chúng ta có thể lao vào đi ruộng đối phương. Đấy, lọt ruộng này. Đấy. Cái này thôi. Vài 98 này còn ngút mua. Ôi giời vàng đây. Ôi giời. Sao lại thế nhỉ? Lựa chọn đôi đánh chuyển A đến 98 thế này. Có 2 luôn rồi, cái chim sẻ bay hết dân đâu đi thôi. Đây, có tơ chém bên trên góc 12 giờ để hai con lại thôi. Đã đi vào ruộng đối phương. Công 4 giáp 4 này, cho chém bên chim sẻ đầu máu được nâng cấp thành công rồi. Quân 98 đâu hết rồi.
Tôi đang đặt một dấu hỏi là quân 98 đâu? Sao lại ít thế này nhỉ? Vâng, hơi ít quân dành cho game thủ 98 nha, Việt béo ơi, em trai ơi. Xem nào là ít quân này, ở đây. Vâng, có định công Nga lên 98, xẻ vào dòng chém bên trong. Vâng, tôi vừa rồi thì 98 mất nhiều đấy chứ. Vừa rồi 98 mất khá nhiều. Vâng, có một cặp phù đứng ở cạnh cái BG, cái thủ chim sẻ. Đây còn có cả quanh ruộng bên ngoài, dành cho thủ viên Minu 98 nữa. Rồi, chém quanh ruộng bên ngoài. BL tiếp theo trong đóng lắm L thế này, rồi ôi. Các cú ơi, rất nhiều nhà BL tới từ chim sẻ đáng em nhá. Và 98 cũng đang cực kỳ nhiều những đơn vị cung A hay áo của mình. Còn cung A của Yamato. Và chúng ta vẫn giấu được một tên chém bên trong nhà đội ba. Đấy, không gian vàng đây, 98 vẫn gửi lại 3 cung A cho sẻ cực đa và chém thẳng nhà BA của viên thủ viên Minu 98 luôn. Cho nó ra vấn đề luôn, ra ngô ra khoai luôn, tân quân chỉ đang kéo ra bên ngoài. Và bên trong sẻ vẫn sẽ giữ được những con chém của mình để ngoáy nhưng 98 tăng L tiếp ạ. Cái gì? What the hell? Nó đóng nhiều L quá, các quân 98 ơi, ruộng em ơi. Nó vẫn ngoáy em này, em trai ơi. Vẫn một con chém dành cho thủ chim sẻ nhưng mà quá nhiều nhà BL. Cái gì thế này? Nhà 98 như đang thấy có hai mỏ vàng trước cửa và còn một mỏ vàng nữa ở giữa map. Đây, mỏ vàng này là mỏ vàng bên phía nhà 98 này. Khả năng còn một mỏ vàng nữa ở bên bạn 6 giờ gì đó. Đấy, một lát nữa là đi quản vàng này, đội bạn phải bung ra ngoài ăn vàng, chắc chắn phải ăn vàng rồi. Và với lượng cung A như thế này thì sẽ không có lý do gì kinh 4 gà là vừa bị chém cho dãy đẩy lên. Vâng, xem một mỏ vàng nữa đâu thì chiếm vàng kinh ruộng thứ hai. Vâng, chưa nghe gì cả. Đây là mỏ vàng 98 đánh đây thôi. Đấy. Em cứ đi quân anh lại sang anh chém em cái. Hều em cái. Này, vào cái làm trục giận, pha giải e. Ok luôn, nét nét luôn. Nó là quá tuyệt vời rồi. Đóng nhiều e lên và 98 liệu rằng có đi quân hay không, chúng ta cũng chờ. Tham Lai đang đè khá mạnh dành cho game thủ chim sẻ đáng ở trận đấu này rồi. Vâng, tôi đếm xem bao nhiêu BL, 3 này. Không kịp đếm anh em ạ. Tôi chưa biết là bao nhiêu cái nhà BL rồi, nó là rất nhiều anh em nhá. Nó là rất nhiều và em dai đi cũng ngá. Đúng quá hay, Việt béo ơi. Mày đỡ nhà hộ anh cái em ơi. 4-2 dành cho game thủ chim sẻ ở trong kèo đấu đầu này. Siêu. Quá nhiều BL cho một cuộc tình và 98 đã không thể chịu được nữa. 4-2 dành cho game thủ chim sẻ khi đối đầu với game thủ VMU 98. Đếm hộ anh xem bao nhiêu BL, nốt highlight cái nào. Đếm hộ BL anh cũ ơi. Xem bao nhiêu BL cái này, còn nốt highlight ghi vào cái xem nào. Quá nhiều BL dành cho game thủ chim sẻ và thành công chờ đợi đến với trận đấu tiếp theo, trận đấu thứ 7 ngay sau đây anh em nhá. Kinh khủng. Sự kiện gì mà đông quá trời quá đất, toàn khách mời xịn sò với người nổi tiếng. Có bạn chim sẻ đi nắng, tân một cú, như lay xinh đẹp này. Sự kiện lần này là lễ ra mắt thương hiệu Omino chuyên các sản phẩm về chăm sóc sấy cưng. Có thể kể đến như Omino tẩy đa năng dạng bọt, Omino xịt bóng lốp, Omino xịt khử mùi ô tô, Omino tẩy nhựa đường, Omino nước rửa kính chuyên dụng, Omino xịt dưỡng bóng nội thất hương cà phê. Omino luôn mong muốn sẽ đem đến diện mạo mới dành cho xe ô tô của bạn, đảm bảo đầy đủ yêu cầu của khách hàng về sự an toàn của sản phẩm và tiết kiệm chi phí bảo dưỡng cho xe của khách hàng. Tất cả khách mời đều rất mong chờ các sản phẩm đến từ thương hiệu Omino được tung ra thị trường. Cái nơi rửa xe nó ở xa nhà quá, trung tâm spa nó xa nhà quá thì mọi người có thể chủ động sử dụng các sản phẩm như Omino để tự chăm sóc xe của mình cách tốt nhất. Cảm ơn sự kiện lần này của thương hiệu Omino đã mang lại giá trị cực lớn cho người tiêu dùng. Người Việt dùng hàng Việt, anh chị em nhà mình cứ yên tâm mà sử dụng chăm sóc sấy cưng nha. Đó, trong trận đấu vừa rồi con Yamato đấy thì đúng là một cái bài đấu người ta gọi là vãi cả BL anh em ạ. Vãi cả L đấy ạ. Quá nhiều nhà BL. Là 98 không chịu nữa. Anh em có thể tìm hộ tôi là em Việt béo của tôi đang ở đâu không ạ? À đây, Kata thì với thủ chim sẻ đấy rồi. Mi Hoan. Cần Kata Min Hoan anh em nhá. Trận thi đấu tiếp theo, trận đấu thứ 7 trong kèo đấu này. Ok anh Tuyên ơi, để mai em mang về cho anh nhá. Hôm nay thì muộn rồi, mai nhá. Đây là một quả đâu? Một quả 6 cây đối với thủ chim sẻ nắng và đang có một quả 6 cây với con Kata đối đầu với Min Hoan thì quân chúng ta sẽ được đánh giá cửa dưới sẽ đội bạn. Cửa cầu trên nhà BG để khác một quả này thôi. Ok anh Tuyên Đoàn ơi, mai mang về nhá. Xem nghe, mỏ vàng đã có, dừng đây rồi. Hãy cùng xem là bài vở ở trận đấu này sẽ như thế nào. Tránh lương thực ạ, tên quá hay, lương thực. Quả 7 à? Ở đây có một cái quả nữa sau cái móng gỗ quả 7 em ơi. Quả đâu là 7 cây. Một cái rừng là rừng thông. Mỏ vàng cạnh nhà. Làm vòng đi dò. Quan trọng nhất là vẫn là đồ ăn thôi anh em ạ. Có Min Hoan 98 mình nghĩ là bắt buộc là gần như đến 80% sẽ phải đánh BL ở thiểm đầu. 98 đang chậm dần đầu so với chim sẻ một chút đây này. Có tí lợi thế đây này. Anh Hải solo với em không? Ok em. Em chào thầy Nam nhá. Em làm gì có đi tiêu gì đâu, thầy cứ nói là mang tiếng em.
Yêu đâu có rồi, lùa về thôi. Em về quê thầy ơi. Em về quê lên rồi anh Tuấn Lương ơi. Yêu đầu 4, thêm một cái rừng nữa, yêu đầu 5. Đồ ăn chưa nhiều, mới chỉ có bầy yêu đầu thôi. Tất nhiên là ta vẫn sẽ phải đi dò mở map rồi. Em tránh Đỗ Chính nhá, hello anh em. Bầy yêu đầu sẽ đưa về. Katha đối đầu Minh Hoan. Ông nào tên lương thực đấy làm ăn không giờ sợ chết đói. Tên thế thì nói nào được nữa. Không khác gì một vị tự viên từng đồng hành cùng với bọn em. Anh Lê Văn Được. Không giờ thua anh em ạ. Đây bầy hiệu sẽ đưa về. Không hiểu sao rồi. Mình cứ thấy thua đều. Đây bầy hiệu sẽ đưa về được phải đúng này. Thế này chữa lành đâu, em về quê thôi chứ chữa lành gì đâu anh. Về quê đi đền thượng rồi đi tắm khoáng Phú Thọ quăng quăng tí xong lại về Hà Nam rồi. Quả phụ đã có bài thiếu một đồ rồi, có xe dò tìm đồ ăn cũng như tìm nhà đối thủ. Vâng, đang rất là bất thao tác với cái bầy hươu này đấy nhá, khá loằng ngoằng với bầy hươu đầu, cần phải tìm thêm một đồ ăn nữa. Tới từ cái vụ chim sẻ xem U98 thì anh em có thể theo dõi trên fanpage Vitamin Network AOE nha anh em. Cặp giờ chúng ta đi dò thêm vòng nữa thôi. Hello hello anh em. Và bắt đến với trận đấu này, trận thi đấu thứ 7 trong buổi tối ngày hôm nay. Chúng tôi xin giới thiệu các bạn về nhà trợ Omino, một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio. Omino là một đơn vị chuyên phân phối cung cấp các sản phẩm chăm sóc và tẩy rửa nội thất ô tô. Anh em nào muốn sở hữu các dòng sản phẩm tới từ nhà trợ Omino chúng tôi và muốn trở thành đại lý phân phối các sản phẩm của Omino thì các bạn có thể liên hệ qua số điện thoại hotline đang có trên màn hình, đó chính là 0396942122. Rất mong được anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio. Cảm ơn anh em rất nhiều. Đúng rồi anh biết là Thanh Thủy, đúng rồi anh Bùi Thanh Tùng ơi. Onsen Thanh Thủy. Em thì về Duy Tiên Hà Nam anh ơi, ngay nút ra vực vòng rẽ về hướng Hưng Yên. Em nhà em ở cách Hưng Yên khoảng độ 8 cây. Qua cầu Yên Lợi để đến Hưng Yên. Nhà em ngay gần cầu Yên Lợi. Rồi thì chúng ta vẫn có một bài đấu cơ bản ở trong trận đấu này và xe giò đang tìm nhà 98 thì như là thấy luôn rồi. Thì đây sẽ bài không phải đâu các vực. Bài hiệu đầu hai quả phụ thôi, bài cơ bản thôi. Hôm nay mới thấy ngài Hải bình luận rồi, không dám anh ơi. Làm cả năm cả đời thì có tí nghỉ lễ. Chưa phát hiện ra khu vực nhà của đối phương, tới từ Chim Sẻ Nắng. Tránh Lưu Văn Thông nha, tránh em. BG đã bắt đầu cắt dân đi dâng đây rồi. Chúng ta sẽ phải dâng lên để tìm nhà đội bạn thôi. Sẽ dò không đẩy về 9 giờ, sẽ đang dự đoán nhà chỉ đá 6 giờ. Bây giờ cái nhất là nó nằm ở 9 giờ thì đúng là vỡ. Sẽ đang tự tin chắc chắn là nó ở đây. Em trai vùng trời bình yên nhá. Nghỉ hơi dài à? Thì lịch công ty đưa ra thì anh em có thể nghỉ từ ngày 28 đến hết ngày mùng 1. Thì em nghỉ đúng từ ngày 28 đến hết ngày mùng 1. Bởi vì đơn giản ngày 27 không có kèo. Mà ngày 27 em vẫn ở Hà Nội, vẫn ngồi chơi game với anh em. Em nghỉ đúng lịch thôi. À, đây rồi. Đã phát hiện ra nhà em dài. Rồi, công dân nắm nhiều kiện thôi. Đây sẽ BM và BL vào giữa mồm à? Không. Vậy BL lên trên dốc. Đấy, chim sẻ lên đời sớm hơn so với game thủ Vitamin U98 anh em nhá. Có anh ơi, 8 livestream trên fanpage Vitamin Network AOE anh nhá. Cờ nhích. Rồi, như vậy là 10-23 đúng rồi, hoa mạc anh ạ. Gần hoa mạc. Rồi, kéo dân ra ăn vàng, tới từ vụ chim sẻ. Nhưng mà đã phát hiện là 98 và chúng ta đi đời sớm một đội bạn để sẵn sàng. Thì cũng bom công phu cái kiểu là điều, 98 cũng sẽ đánh BL thủ P thôi. Cái nào? Ôi, có giò đây rồi, nào đâu vàng đâu. Em ra ăn vàng đâu, có vẫn đi vào được này. Ảo nhờ. Hay, đây là quả đầu đến 98. Quả đầu vẫn đang là hơi xấu. Đây là voi, ấy à. Nhiều voi đấy, ấy à. Cờ cung à. Rát quá nhờ. Bài đánh cung kiểu gì đấy. Bài này thì khả năng là cung thủ phù đến 90% là ăn vàng đâu rồi. Có T đến 98, bài 2, 4 voi nhá. Cái bài 4 voi thì 98 sẽ nó về bắt T với bạn. Ok, tóm được T đầu. Chưa nhìn thấy mỏ vàng 98 đang khai thác ở đâu cả. NBB ăn thêm vàng công P. Em đi đền thượng hôm 29 anh ạ. Sáng 29. Một lờ bánh xe. Đó lựa chọn đi vụ chim sẻ. Công nhà gì đây? 98 đã được hơn 100 vàng, không biết ăn vàng đâu. Công P. Phụ luôn cùng ai đội bạn, nhưng đội bạn có cái option đó chính là lấy dân ra đập phù đây, còn mỏ vàng bên ngoài. Chết các quản cái mỏ vàng này không hay lao vào đây luôn, rồi vậy quyết định lao vào luôn. Và đã bỏ về đến từ cái thủ Vitamin 98, rất nét. Ô! Ôi trời ơi, các cú ơi! Không có giáp anh em ơi! Vậy, em của nó. Không được rồi. Rồi ra mỏ vàng này, đánh mỏ vàng nó. Rồi cho phù vào luôn, B2. Cày thế nhờ, chém không giáp anh em, vậy xong đến từ cái thủ chim sẻ và cái đỡ.
Rồi, Kaku ơi. Và còn gì nữa đâu, không phải sầu, mày còn mỗi bỏ bài bên ngoài thôi, nó sẽ chỉ được căng nét 2 HP. Và mày này, anh phù dân của em luôn. Có bánh xe đi game 98. Phù ra đang lao vào, phù dân đội bạn đi. Mất bộ dân đến 98 rồi. Tạm lại là 29 dành cho anh đủ chim sẻ với bài đấu cầm Katarian đang ôm vào nhà 98. Ôm chặt cái mảnh này. Và 98 sẽ có cửa phù nhưng nó chém của anh đủ chim sẻ. Và nó phù được chúng ta cũng phù lại luôn. Anh xin, ái già, đen nhanh quá nhỉ. Không nghe. Vâng, ôm tấp đây rồi. 98 có bài đấu đánh cung thủ B. Sẽ đang công phu vào khu vực mỏ gỗ của cái thủ mini minu 98, không quan tâm đến dân của đội bạn bên ngoài mà chỉ công ở đây thôi. Dân thực sự cũng đang bị chim sẻ đáng phủ. Và tham lai chim sẻ đang số là 30/32. Con phủ tiếp theo 98 mở ra và nó đã nằm xuống. Đội bạn bác dân ra để phục phủ của cái thủ chim sẻ đây rồi, nhưng chúng ta đang chờ để có thể phủ dân đội bạn. Và có thêm cả chém ra đây chém nữa, phủ hết rồi. Có cùng là một váy rồi, 98 tỷ số là 52 dành cho cái thủ chim sẻ và ta cân. 4 trận nữa thôi các cụ ơi. 52 dành cho anh đủ chia sẻ trong kèo đấu này và chờ đợi đến với trận đấu thứ 7, thứ 8 ngay sau đây anh em nhá. Gần 14.000 anh em đang xem, anh em cho xin like và share đúng không ạ? Chuyện gì mà đông quá trời quá đất, toàn khách mời xịn sò với người nổi tiếng. Có bạn chim sẻ đi nắng, tân một cú, yêu lê xinh đẹp này. Sự kiện lần này là lễ ra mắt thương hiệu Omino chuyên các sản phẩm về chăm sóc sấy cưng. Có thể kể đến như Omino tẩy đa năng dạng bọt, Omino xịt bóng lốp, Omino xịt khử mùi ô tô, Omino tẩy nhựa đường, Omino nước rửa kính chuyên dụng, Omino xịt dưỡng bóng nội thất hương cà phê. Omino luôn mong muốn sẽ đem đến diện mạo mới dành cho xe ô tô của bạn, đảm bảo đầy đủ yêu cầu của khách hàng về sự an toàn của sản phẩm và tiết kiệm chi phí bảo dưỡng cho xe của khách hàng. Tất cả khách mời đều rất mong chờ các sản phẩm đến từ thương hiệu Omino được tung ra thị trường. Cái nơi rửa xe nó ở xa nhà quá, trung tâm spa nó xa nhà quá thì mọi người có thể chủ động sử dụng các sản phẩm như Omino để có thể tự chăm sóc xe của mình cách tốt nhất. Cảm ơn sự kiện lần này của thương hiệu Omino đã mang lại giá trị cực lớn cho người tiêu dùng. Người Việt dùng hàng Việt, anh chị em nhà mình cứ yên tâm mà sử dụng chăm sóc sấy cưng nha. Ok anh em ơi, mình sẽ cùng chờ đợi đến với trận đấu tiếp theo, trận đấu thứ 8 ngay sau đây rồi, 5-2 rồi. Và con đường dẫn đến chiến thắng ra còn cách 4 trận nữa thôi ạ. Hôm qua cái kèo đầu tiên em đánh tỷ số bao nhiêu nhỉ? Kèo solo với Vũ ấy. Kèo sau. Vũ Hầu. Rồi, ra đến với trận đấu này. Roman dành cho game thủ chim sẻ nắng. Đối đầu với gì ấy? Roman Minwan. Zomin các bạn ơi. Yêu đầu đã có dừng bắc binh hai cánh, quả đầu thấy rồi, bú thôi. Chỉ 8 đang live stream trên fanpage Vietnam Network Out anh em nhá. Quả đầu 6 dành cho game thủ chim sẻ trận thiếu này. 4-1-3-4, ok, cảm ơn anh Trần Hoàng Đức đã cung cấp tỷ số giúp em. Ghi lại công thắng mới cho anh em cái. Chấm mút tí. Quả đầu 6 với bài cầm Roman này, đối đầu Minwan thì tất nhiên là quân đánh giá lợi thế đội bạn rồi. Một bầy yêu đầu cạnh với cánh rừng, quả đầu hơi loằng ngoằng. Và đang thiếu đất để cho dân có thể khai thác, ăn cái quả bên tay phải không. Vậy dần rồi, đang xong dần tiếp theo này. Rồi lùa mới thiêu này về. Gỗ đầu có vẻ hơi xa anh em nhỉ. À đây không, thực ra không xa. Mặt 12 giờ có thêm những cây gỗ mới đây rồi. 4% giỏ quả đầu đến từ 98. Ghi tỷ số 62 đi hải. Làm sao ghi tỷ số 62 được anh, đã thấy gì đâu. Bài mới vừa yêu đầu đang gặp bài 4 voi hai quả phụ tát cho nó thành cũng ai đỡ nào được. Không 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 tự tin được. Đó thế nhỉ, ok. Em thực sự là anh thấy em đang quá cố chấp rồi đấy Việt béo ạ. Yêu đỏ cái gì nữa. Bài 98 thì voi tận 4 con mà em vẫn bảo anh đỏ. Nhầm à. Dạ không anh ơi, hôm qua em không bình luận anh nhá. Bầy hiêu đầu nhất được sẽ đưa về rồi, một bầy hiêu 6 con. Tới từ bài Roman này. Rồi mấy con hiêu này về rồi. Cho cái mã QR tặng sẻ bát phở sắp tới sẽ có anh nhá. Nhanh như một con gió luôn anh Tuyên Đoàn. Em đang chờ làm xong cái mã QR để cho anh em có thể dễ dàng lôn lết đây. Em trai chúc ba nhá, đại lý của nhà đi chợ Omino. Rồi bầy hiêu được đưa về. 44 thì ngày mai sẽ có kèo 44 nhá anh em. Ngày mai thì sẽ là đội hình full team của Đoàn Cơ Gaming đối đầu với Vietnam Network AOE. Và buổi tối ngày mai lúc 19 giờ. Ngoài bầy hiêu đầu đang chưa có thêm gì đây này. Bài đang xấu đấy. Làm vòng đi dò thôi. Bài bắt đầu thiết kế đây rồi. Sao anh không thấy con mừng Việt béo nhỉ? Việt béo nó chặn anh rồi anh ạ. Chắc chắn nó Việt béo chặn anh mới không thấy con mừng Việt béo rồi. Thằng này nhiều lúc khám lắm anh ạ. Vào cổ vũ 98 vào cổ vũ 98 và anh em nào mà khen sẻ cái là nó chặn luôn. Thế mới ai.
Đây là bầy hươu tiếp theo, hươu 7 bên ngoài, hai hươu to và thiếu một đồ. Cho xin bỏ quả nữa thì mình nghĩ cũng là ok. Sắp tới Hải sắp tới tham gia giải bị đủ biết không em đã có anh ơi. Em cũng xin một slot rồi đây. Tham gia cho vui anh em. Lâu lâu có giải bình luận viên mà tham gia cái được tiền thì thôi thì những cái cao bỏ không ăn đủ thì anh em biết rồi đấy. Không bao giờ trượt khỏi tay Hải Mario rồi. Biết đâu tôi loang hoàng lại vượt qua vòng loại chẳng hạn thì lại có anh em Zolet. Đó là bầy hươu thứ hai, đợi từ bài đấu này. Cho anh thiện cú pin nhá. Bầy hươu 7 con. Đây, em nhận đôi, ok, ngọt luôn. Hy vọng trong 3 giờ thì một quá nữa đi chứ không thể vỡ. 2-3 treo dạ. Ok, trong 3 giờ thì đúng là có một quả luôn anh em ạ. Hai hươu hai quả đủ đô anh em nhá. Và bên với trận đấu này, trận thiếu thứ 8 trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu các bạn về nhà tài trợ Omino, một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Chiến Thắng Studio để phát triển cộng đồng AI Việt Nam. Nhà tài trợ Omino của tôi là một đơn vị chuyên phân phối và cung cấp các dòng sản phẩm chăm sóc và tẩy rửa nội thất ô tô. Anh em đang muốn trở thành đại lý phân phối các sản phẩm tới từ nhà tài trợ Omino thì các bạn có thể liên hệ qua số điện thoại hotline đang có trên màn hình. Đó chính là số điện thoại hotline 0396942122. Rất mong được anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Chiến Thắng Studio nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Cơ cấu dân để có thể khai thác một quả phụ mình thôi. 98 anh em theo dõi trên fanpage VM Network AOE nha anh em ơi. Ướm cái BS ăn vàng. Bạn này thì vẫn đánh chém cơ bản thôi. Mình làm tí phụ phèo đội bạn. Đội bạn chuyển A tính tiếp. Ok, em cảm thấy Đức Đá nhỉ. Anh muốn tặng Hải vì quảng cáo hay quá. Ok anh. Anh có muốn em quảng cáo các sản phẩm của bên mình thì anh có thể inbox cho em. Đơn giản thôi. Rồi, BL và BM. Bài vẫn kích đời ở 10-33. Với bài 25 dân dành cho cái đủ chim sẻ. Kéo dân đi ăn vàng. Chào bạn Lê Đình Tuân nhá. Chào bạn Trường Lê. Sao không dâng nhỉ? Con này đánh phát triển rồi bạn cũng sợ đâu bởi vì đi dâng. Con này là quân cửa trên mà. Rồi, để bé ăn vàng đến từ cái thủ chim sẻ và tới cũng xem 98 đang ở đâu. Cơ cấu xóa ruộng luôn. Do man, gỗ nhiều. 4 móng ruộng này rồi. Đỉnh đến 2 giờ đang chưa thấy 98. Đây à? Đây nhà 98 rồi. Em dài vẫn rất tự tin, lại gõ thành thẳng cung với bài Min Hoan này. Chỉ có đánh cung, xiên thôi. Anh em nào muốn xem 98 các bạn có thể tìm trên Facebook với từ khóa Vitamin Network AOE. 26 dân đánh thẳng cung lên đời, muộn hơn chim sẻ một chút. Bài đang khá tròn đến từ 98 này. Và chắc chắn là con tân dân ăn hoa bên ngoài. Ít nhất là tân dân vàng bên ngoài, 3 dân này 1L. Và công P là công gì? Công BA để sẵn sàng với tình huống ném K. Nâng cấp bánh xe, 98 sẽ có một tân dân ăn hoa bên ngoài anh em nhé. Một lời công ca thì nhiều phụ chim sẻ trận đấu này. Công ca ngoài việc đòi với nhà đội bạn cũng đòi được cả mỏ vàng đây rồi. Nhân 298 bên ngoài 4 con đã phát hiện ra. Một lờ, hạng em chém vào đây thôi. Đây, 7E không 98 mo lại cùng này. Tiếp tục là pha 7E tới từ chim sẻ giò không dân bị làm tạm 4 dân bên ngoài. 98 sẽ mất lực ăn hoang với những tình huống trong giò với phụ chim sẻ. BA đã có bắn mỏ vàng đội bạn. Thực ra mình nghĩ là đến tầm này tăng L2 nhờ. Nhưng bắn vàng đội bạn là xong bố rồi. Xem đội bạn ăn được bao nhiêu vàng, bao nhiêu cung nga. Đấy. Còn là vẫn ca, đấy thì cũng sẻ chém tê thôi, giữ tê mình lại. Ok luôn, tuổi gì? Không nghe và lại không nghe, mất vàng lên 98. Em ra định làm trò gì? Nga về chúng tôi. Rồi, ca đã có rồi. Xin một con chém nữa. Và đang chờ vàng làm ca. 98 nó mất 7 dân. Một bài đánh 26 dân trừ đi 7 con. Còn lại 18 dân anh em nhá. Đấy, tụ đi. Ồ, không có ruộng, hình như thằng này vẫn còn tơ dân ăn hoa bên ngoài nữa rồi. Không có ruộng, không có ruộng anh em ạ. Không có ruộng đi thì chỉ làm. Chấm thêm vài cái E, và vẫn đang đi tìm dân ăn hoa của đối phương. Cung Nga đã một áo nhiều đối phương rồi. Không. Dạ, để đi tìm một giờ thôi. Sẻ đang vừa thông báo là đội bạn vừa đen cái móng nhà gì đó ở đây. Và đang đi tìm về mặt một giờ. Chưa thấy gì anh em ạ. Ca đã có đến từ cái vụ chim sẻ này rồi. 2L rồi. Ấy à. Đông nhỉ? À đây. Rồi, như vậy là tóm được tân dân hoàng của đối phương. Ra thì mình nghĩ là đứng dọn BE đối phương trước đã cũng thoải mái.
Nga Minman tầm này nó ném tới cả ca luôn. Mày mày ngoài phết đấy, đã bắt được từ dần hoàn ngoài rồi. Như vậy là các bạn đã chết thêm 4 dân nữa đúng không? Thì lúc nãy là 7 với 4 là tầm 12 con dân rồi. Đừng đào vàng. Không vàng được. Tầm này chị ta bắt buộc phải vẽ ruộng ở nhà rồi anh em nhá. Triệt hạ được 2 tân dân ăn hoàng của chị 8 tới từ chim sẻ nhắn. Và đội bạn bắt buộc phải đưa dân ăn vàng nữa chứ không thì không có vàng mà xong cũng nghe. Đấy, chưa ăn vàng. Không nổ vàng đây thôi, không vàng trăm rồi. 2 mỏ vàng nữa trên tận 12 giờ cơ. Và có ruộng nhà chính. Đốt đen đội bạn nghe nào. Cánh bãi vàng rồi anh em. Ra luôn này. Bắt buộc phải ra để có ăn vàng lên 98 rồi. Sẻ đang giữ ca của mình. Và chưa vội vàng đưa chém vào được. Nhưng mà chưa phải là chém 4. Tăng thêm BL. Tham Lai được số là 36 trên 44 dành cho game thủ chim sẻ. Và đang luôn chém lên trên để đưa một tên chém nữa xuống chém dân vàng của đối phương. Và lại cũng xem 98 kịp thời boy chưa. Và chắc chắn nó chưa kịp thời bò 3 dân này, chưa kịp ăn được vàng. Chưa kịp đổ vàng về lại bị chém chết. Nó sẽ không nở được công an, nó chỉ nở dân thôi anh em ạ. Nó chỉ nở dân đấy. BC đến từ game thủ chim sẻ. Đấy, cứ quanh quanh mấy mỏ vàng này chạy qua chạy lại đây thôi. Ông tí đủ lực chúng ta nâng công 4. Ăn thêm vàng nữa. Ông 98 ăn vàng được, bây giờ ông chả về sóc ca làm gì nữa anh em ạ. Sóc ca làm gì nữa đâu, sóc ca là đỡ phết. Nga tụ đông lại rồi, ca không ném được tầm xa của ca thì Minh Hoan nó lại bá quá. Đấy, cứ cho chém chạy một vòng, lại quay lại mỏ vàng đầu đây, nó chưa lên được cả máy xe cơ. Đây là quả là mỏ vàng này. Rồi, 98 đang xin khá nhiều công Nga rồi và cho nhiều dân dân vàng rồi. Ta bắt buộc phải vào chơi trước khi bạn đỡ thêm công A. Bắt buộc rồi. Rồi chém giờ này chúng ta chém tiếp giờ ăn vàng của bạn vỡ. Đảo chém đấy, đảo chém đấy. Nhiều tí nào. Rồi. Bù thôi chứ gì là đánh cái gì nữa. Tỷ số là 6-2 cho đủ chim sẻ. Quá khó cho 98 khi mà sẻ đã phát hiện những con dân ăn hoang bên ngoài. Và đây cũng chờ đợi đến với trận đấu tiếp theo. Trận thi đấu thứ 9 ngay sau đây nha. 6-2. Cái gì mà đông quá trời quá đất, toàn khách mời xịn sò với người nổi tiếng. Có bạn chim sẻ đi nắng, tân một cú, như lê xinh đẹp này. Sự kiện lần này là lễ ra mắt thương hiệu Omino chuyên các sản phẩm về chăm sóc sấy cưng. Có thể kể đến như Omino tẩy đa năng dạng bọt, Omino xịt bóng lốp, Omino xịt khử mùi ô tô, Omino tẩy nhựa đường, Omino nước rửa kính chuyên dụng, Omino xịt dưỡng bóng nội thất hương cà phê. Omino luôn mong muốn sẽ đem đến diện mạo mới dành cho xe ô tô của bạn, đảm bảo đầy đủ yêu cầu của khách hàng về sự an toàn của sản phẩm và tiết kiệm chi phí bảo dưỡng cho xe của khách hàng. Tất cả khách mời đều rất mong chờ các sản phẩm đến từ thương hiệu Omino được tung ra thị trường. Cái nơi rửa xe nó ở xa nhà quá, trung tâm spa nó xa nhà quá thì mọi người có thể chủ động sử dụng các sản phẩm như Omino để tự chăm sóc xe của mình cách tốt nhất. Cảm ơn sự kiện lần này của thương hiệu Omino đã mang lại giá trị cực lớn cho người tiêu dùng. Người Việt dùng hàng Việt, anh chị em nhà mình cứ yên tâm mà sử dụng chăm sóc sấy cưng nha. Rồi, anh cũng chờ đợi với trận đấu tiếp theo sau đây thôi. Ai chả biết là 7 cộng 4 thì bằng 11, vấn đề là phải giả vờ thế. Thì các cụ mới tương tác, các cụ mới comment chứ. Không, các cụ toàn ngồi không. Ai chả biết là 26 trừ đi 7 là bằng 19. Nhưng mà phải... đôi lúc là chúng ta phải giả vờ là chúng ta tính nhầm thì anh em mới comment điều được, đúng không ạ? Đôi khi nó phải biên tâu, đúng không anh em? Rồi đây mới trận đấu tiếp theo thôi, chào anh Tần Hoàng nhá. Cái gì đây? Ê, chán thế. Và như vậy là solo xem. Ok, Quân đánh giá là cân ở trận đấu này. Quân cân nha anh em nhá. Lý do dành cho anh đủ chim sẻ solo xem. Anh em thấy em nói như vậy có đúng không ạ? Chuẩn chưa anh em? Rồi, lùa mấy điều này về rồi, quân cân, solo xem. Mày sai rồi lại còn bốc phét à, ông đừng có mà mồm điêu à. Thế anh em có thấy là khi mà em tính nhầm thì anh em comment nhiều hơn không? Anh em thấy thế không ạ? Đấy, bây giờ sẽ đưa về dành cho anh thủ chim sẻ. Sao bình luận viên lại nói chuẩn thế nhỉ? Đó. Nói về chuẩn gì đấy anh em? Rồi, lùa mấy điều này về. Đánh theo kiểu ăn thịt bò yêu trước nhưng mà lại không thấy dừng. Đây à. Rồi, còn điều tiếp theo, còn điều thứ hai. Ở đây rồi. Cũng lúc thấy hai cái rừng luôn. Làm chiếc nhà BG, à nhập BS để có thể khai thác mấy cái rừng này. Chuyển chặng 11 đi nhá. Thôi, sao chuyển chặng 11 được. Hết đầu thì cho anh thủ chim sẻ trên dốc. Với một cái rừng thông. Còn những con điều tiếp theo nghe vẻ hơi xa. Mất thời gian đấy. Còn hai điều nữa thôi. Tàu nhanh nào. Hết kèo này còn kèo nào không? Hết kèo này còn kèo đi uống bia anh ạ. Không, kèo này chỉ có đi uống bia thôi. Trời kiểu mưa nóng nó khó chịu như thế này thì chỉ có uống bia là giải khát được hết. Rồi lùa mấy con hiêu về. Còn hai hiêu như 7 hiêu đầu nữa. Là bài đấu có hiêu đầu 4, quả đầu đã có. Dừng quanh nhà và đi dò tìm thêm đồ ăn. Rồi hai con hiêu tiếp theo sẽ đưa về dành cho thủ chim sẻ.
vẫn muốn nó sát thêm một chút nữa. Nhưng mà thì bên này thì cũng như nhau. Một thời gian. Rồi con heal tiếp theo chưa? Giờ này con heal cuối cùng, 7 heal đầu đây rồi, 4 heal. Và cơ cấu trên nhà BG khác một quả đầu 6 cây. Quả đầu 6. Dân đi dò thấy sư tử, chưa thấy thêm gì, chưa có voi, chưa có quả phụ. Đóng đi. Đây, BG đây. Check lại chấm đen. Bài này thì sẽ là bài đồ đánh lạc đà đấy, từ cái vụ chim sẻ anh em nhá. À, để đánh lạc đà thì cần phải thêm đồ. Đồ chưa nhiều, nhà hơi rộng. Đánh cung bài này rất dễ vỡ. Xeng đánh cung nó khác hoàn toàn so với xeng đánh chém. Trừ khi là những bài đấu mà các bạn đã khung nhà đồ ăn bốc binh rồi thì các bạn đánh cung thì nó tự tin thì là điều ok. Nhưng các bài kiểu rộng như thế này đồ ăn chưa có nhiều, không hiểu sẽ đánh cung kiểu gì với con xeng bên kia. Bài xấu đấy. Chưa có thêm đồ gì ăn đấy từ cái vụ chim sẻ. Và chuẩn bị phải kéo dân đi đập lô luôn ở thời điểm phút thứ 5. Thì mà đã hết đồ cả nhà rồi, hiệu đầu chỉ có 4 con, quả đầu thì đang bú rồi. Cái góc 12 giờ kia liệu có đôi voi hay không? Hiệu có một cái chấm đen rất nhỏ. Ô phản lao ra biển đến từ cái thủ chim sẻ. Đây là mỏ quả phụ và thiếu một đồ nữa thôi. Mỏ quả phụ 1, 2, 3, 4, 5 cây. BG đóng bên này, lại đóng bên này. Ken móng BE vào đây và thiết kế trên BG. Mắc binh. Vụt con sư tử không? Đóng nghe chưa? Chuẩn nhỉ. Nó lại đi đập lô tiếp. Ui giời. Cuộc đời là những chuyến đi. Chúng ta cứ đi thôi. Tí quý ta 12 giờ han voi. Rồi lên đường. Vẫn chỉ thấy sư tử thôi. Map xấu nhờ. Đây có thêm con voi. Rồi nhai tạm. Đóng ép trong này. Vẫn phải đóng ép bên ngoài. Dừng dân kích đời ở 80 với 27 dân. Ôi, vẫn phải ăn voi này nữa thôi. Cung gom, cung bo nhỏ à. Mua Mono thì anh em có thể liên hệ qua số điện thoại hotline. Hoặc là anh em có thể liên hệ qua Facebook Anh Trung 3. Một đại lý đang phân phối các sản phẩm tới từ nhà chợ Omino anh em ạ. Và đến với trận đấu này, trận thi đấu thứ 9 trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi vẫn xin giới thiệu với các bạn về nhà chợ Omino. Omino là một đơn vị chuyên cung cấp các sản phẩm chăm sóc và tẩy rửa nội thất ô tô. Anh em nào muốn trở thành đại lý phân phối các sản phẩm tới từ nhà chợ Omino chúng tôi thì các bạn có thể liên hệ qua số điện thoại hotline đang có trên màn hình. Đó chính là số điện thoại hotline 0396942122. Rất mong được anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng chim sẻ nắng studio. Cảm ơn anh em rất nhiều. Ngoài phết đấy. Một bài đấu mà chỉ đám dò cũng 22% bản đồ thì phải. Bài chỉ đám chắc là sẽ lên đời sớm hơn chim sẻ hay không thì chúng ta cũng chờ. Rồi BA đánh cung thôi. Để muộn quá. Cung gom, cung bo nhỏ. Thời gian thêm voi nữa. Ăn hoài xong quân. Thì nó xả rồi thì nhức đầu. 10-36 với bài 27 dân cộng 1 của mình. Bo nhỏ những cơ sở làm ăn. Chỉ đám khả năng đánh chém lên tới con số là 90%. Đánh kiểu ăn hoài xong quân luôn. Ai còn han voi đây nữa, đang chặt gỗ, xin con tê không xin được đây này. Yếu thế. Rồi chỉ đáng đến sớm hơn. Bo nhỏ những cơ sở làm ăn của mình. Lực sẽ chỉ còn từ mỏ quả và hai voi. Đã bắt đầu đào vàng, nhưng đào vàng kiểu dọa. Đào 10 vàng 1 này. Đúng không nhỉ? Nó mới đào có 10 vàng anh em ạ. Đào vàng kiểu dọa dọa này, khó chịu thế. Ái da. Đánh cung đến từ 98 anh em nhá. 98 đánh cung ở trận đấu này. Rất tự tin. Đào vàng dọa chim sẻ nhưng vẫn sẽ là bài đầu đánh cung ở đây đâu. Mò quả của 98. Còn dân không? Không còn dân ở đây. Chúng ta đã phát hiện nhà đối phương. BA tiếp theo đến từ chim sẻ. Và nếu như trong vòng khoảng độ 5-6 turn mà không hại của bạn thì cửa thua trận này là quá sáng cho sẻ rồi. BA tiếp theo. 4A. Như này chỉ 8 khả năng cao nằm 9 giờ anh em ạ. Đấy. Năm ma dành cho cái thủ chim sẻ nắng khi đối đầu với 98. Có bài đấu mà cả hai thủ đều lựa chọn đánh cung. 98 thì có đào 10 vàng để dọa chim sẻ. Chúng ta xoay tham kỹ kỹ một chút là chúng ta đã phát hiện ra ngay. Giờ này đi tìm đoàn hoa, đó là nhà đối phương của bạn có máy xe rồi. Chắc chắn là bạn sẽ lên sớm và có cung trước so với cái thủ chim sẻ rồi. Đây, đợt đầu tiên 5 ma. Đây đang bị đối phương vụt. Tìm đồ ăn hoang giờ ngon nhất là thấy mỏ quả để mà sắp đều được quân rồi, bầy hiêu thì cũng phải búng tạm thôi. Nhanh trước khi mà lừa ra thì nó đỡ mất tay. Giải quyết nhanh cái bầy hiêu này. Bầy hiêu 5 con, 6 con. Ok. BS. Rồi, thêm một dân nữa ra ăn cho nó đảm bảo nguồn lực khi mà bây giờ con voi đã gần hết tơn tiếp theo, tơn thứ 2. Tụt quân.
có BF 98 đây này. Nhúc luôn tên này. Tỉnh thế em dài. Cái gì đã gom dân để chuẩn bị chạy rồi. Và nhà chim trẻ đã bị bắn một dân. Rồi, ăn được tân dân ở bên ngoài 98, chúng ta ăn được 4 dân đội bạn, trong khi đó 98 mới ăn được 1 dân chim sẻ thôi. Bởi vì chúng ta đang thi đấu với kế hoạch vươn không nhà chồng, sắp đều năm nay, ốp nhanh. Bởi vì đội bạn còn ra dân đều cũng nhà nữa cơ. Tự tin đến thẳng cung đến 98, rất ghê gớm. Đây là cung đờ đối phương, điều này. Pha điều đờ đến từ game thủ chim sẻ 98, 98 người có được lợi thế một đều luôn, khi mà sẻ đang đông hơn. Bởi vì đội bạn đã đẩy một tơ đi quản rồi, mất bỏ mỗi đến từ game thủ chim sẻ. Cụ quân, nhanh cực kịp, ăn được thêm một cung đờ nữa đối phương. Tơn tiếp theo, gom hết lại nào. Phải nhanh thôi anh em ạ, không thể chậm được nữa rồi. Tham lai đời số là 34 dành cho game thủ chim sẻ áo người trận đấu này. Ôi, tắc 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 tắc. Phải ghê, ăn dân, điều quân. Tơn tiếp theo sẽ chưa đẩy vào được. 98 đang có dân đảo đây, vẫn lại còn lọt nhà bên này nữa. Anh em này bo nhà hay quá nhờ. Tơn tiếp theo. Và BA ta đang bị chơi vào. Nhưng ta đủ lượng quân để đấu khi mà 98 chỉ có đẩy đi 4A thôi. Vài đến 4A quen thuộc dành cho em trai. Bắn được mấy mỏ gỗ đối phương. Lượng quân 98 vẫn đang khá là ok. Sẻ thì bay mất một mỏ gỗ rồi. Nhưng mà chúng ta vẫn đang giữ được dân ăn hoang. Đây, và trước khi mấy yêu này hết thì phải ra rát hơn nữa. 98 đang muốn bo mặt 9 giờ. Một tơ nữa để đi đến từ game thủ Linh 98. Đang chưa nhìn ra cái hình đi công tới từ game thủ chim sẻ. Chỉ có đứng ở góc 9 giờ này tỉa vào thôi. Tơ nữa dồn lên. 98 mang quân ra khiêu chiến luôn. Sẽ lại lui lại và đẩy tơ nữa vào. Hai tơ gộp lại với nhau. Đánh nhanh vào đến ruộng đối bạn nào. Ở cái mặt này thì rất gần nhà BA của game thủ Minu 98. Và tham lai chim sẻ đang số là 41/52. Đang dí sát vào nhà BA bên phía bạn. Không bị quản khu vực ăn hoang. Không bị quản bỏ gỗ và 98 cũng bay ruộng của mình. Ươi này, tớ tiếp theo dùng vào nhà BA này là ngon đấy chứ. Đấy, 98 bay nhà rồi này anh em này. Vẫn ok, đóng nhanh cái BS rồi, phi hiêu thôi. Dân ăn hoang này cũng phải chạy. Tham lai ở số là 43, dân 98 chạy hết ra mặt 6 giờ chứ không có ở trong mặt 9 giờ nữa rồi. Phải giữ được tớ dân này. Và phi bầy hươu này thật nhanh. Ái già, hóa ra là em trai ở đây. Hai ý tưởng lớn gặp nhau, cả hai cái vụ đều đã va vào nhau ở góc 10 giờ. Chúng ta vẫn đang có dần ở đây và 98 chưa đưa quân ra quản ở mặt 10 giờ được anh em ạ. Rồi đưa thêm tân quân nữa lên, ốp thẳng BA là đúng phương rồi. 43 đó là tham lai của thủ chim sẻ. 98 đang chưa quản được góc 10 giờ và với việc ăn được bầy hươu này thì sẽ vẫn ra được đều quân. Và ốp nhà BA của cái vụ Vinu 98. Tân tiếp theo đẩy lên là cực kỳ đông và sẵn sàng với 400 gỗ để vẩy e. Và giải e tới từ chim sẻ, chạy hộ anh cái em dài ơi. Và vậy là quá nét dành cho game thủ chim sẻ đáng hết gỗ không, chưa hết, vẫn vẩy được, vẫn vẩy được. Và 98 không chạy được quân rồi. Queen bài này thắng được, không hiểu đánh kiểu gì là thắng được bài này nữa anh em ạ. 7-2 dành cho game thủ chim sẻ. Sao bài này thắng được nhờ anh em, nhờ cái bài này ăn mang từ phút thứ 5 mà vẫn thắng được, trời ơi, thật không hiểu nổi. Và 7-2 dành cho game thủ chim sẻ và xứng đáng với một trận đấu highlight nữa. Không hiểu sao, bằng lý do, bằng cách nào đó mà thắng được trận này. Bịp. Chịu. Cái gì mà đông quá trời quá đất, toàn khách mời xịn sò với người nổi tiếng. Có bạn chim sẻ đi nắng, tân một cú, như lê xinh đẹp này. Sự kiện lần này là lễ ra mắt thương hiệu Omino chuyên các sản phẩm về chăm sóc sấy cưng. Có thể kể đến như Omino tẩy đa năng dạng ngọt, Omino xịt bóng lốp, Omino xịt khử mùi ô tô, Omino tẩy nhựa đường, Omino nước rửa kính chuyên dụng, Omino xịt dưỡng bóng nội thất hương cà phê. Omino luôn mong muốn sẽ đem đến diện mạo mới dành cho xe ô tô của bạn, đảm bảo đầy đủ yêu cầu của khách hàng về sự an toàn của sản phẩm và tiết kiệm chi phí bảo dưỡng cho xe của khách hàng. Tất cả khách mời đều rất mong chờ các sản phẩm đến từ thương hiệu Omino được tung ra thị trường. Cái nơi rửa xe nó ở xa nhà quá, trung tâm spa nó xa nhà quá thì mọi người có thể chủ động sử dụng các sản phẩm như Omino để có thể tự chăm sóc xe của mình cách tốt nhất. Cảm ơn sự kiện lần này của thương hiệu Omino đã mang lại giá trị cực lớn cho người tiêu dùng. Người Việt dùng hàng Việt, anh chị em nhà mình cứ yên tâm mà sử dụng chăm sóc sấy cưng nha. Rồi, ta sẽ đến với trận đấu tiếp theo thôi. Hai trận nữa anh em ơi. Đừng đi uống bia sớm rồi. Phê quá. Ngày mai thì chỉ có một kèo rồi. Rồi, đến với trận đấu này, Roman. Lại Min Man nữa à? Bài đấu được cầm Roman tới game thủ chim sẻ. Và cùng trận đấu quân ở trận đấu này anh em nhá. Trận vừa rồi đi chắc chắn là phải nốt highlight anh em. Vậy em chơi bài sống thế mà thắng được. Đây quả đầu. Rồi đóng bên này thì cũng ok. Đóng bên dưới thì cũng được. Quả đầu được đánh giá là 6 cây dành cho game thủ chim sẻ. Đây trên nhà BG khác bỏ quả đầu này. Xoay quân gái cũng ơi. Katha. Ok. Roman Katha anh em ơi. Quả này chúng ta lại được đánh giá lên cửa trên số đôi bạn rồi.
cũng có thể. Rồi đây là bầy hươu đầu. Và đang quả đấu 7 cây không phải là 6 cây nữa rồi. Thêm một cây quả nữa đã hiện ra, hươu đầu đã có 4 con, 5 con và đưa nó về. Đây là bầy hươu đầu dành cho anh chủ chim sẻ. Lợi thế vẫn đang là rất lớn dành cho chim sẻ nắng ở trong buổi tối ngày hôm nay, và chúng ta chỉ cần 2 chiến thắng nữa thôi là có thể hạ gục đối thủ Rimim 98 rồi. Quả đầu là 7 cây dành cho anh chủ chim sẻ, hươu đầu là 5 con. Gỗ đầu và rừng cũng đã có, giờ đi tìm vàng. Cái rừng thông khá là dài trước cửa nhà của anh chủ chim sẻ, và mỏ vàng cũng đã thấy đây rồi. Mỏ vàng trên dốc, hươu đầu được đưa về 2 con. Sau mỏ vàng này thấy 2 voi nữa không? Chờ lên 4 thằng đánh á. Ê, thôi anh, lên 4 con Katha này các chỉ xách voi ra quật thôi. Mà để cơ cấu lên 4 đánh voi với Roman là cũng mệt, nhưng nó đánh phù ra cũng đau hết đầu. Hay là Balita, Balit tụng ra là cũng mệt đấy. Rồi lùa mấy con hiêu này về. Đây là bầy hiêu đầu. Ok, 5 con hiêu gọn gàng tại nhà chính đến từ chim sẻ rồi. Đã có lõi. Ngoài bầy hiêu đầu ra thì chưa có thêm gì. Thêm cái rừng thông nữa, mắc binh ở góc 9 giờ. Quả phụ đây rồi. Ôi, có co vào đây. Ace, Ace. Ờ, anh nghĩ chúng ta nên dừng lại đây thôi. Cố gắng tìm kéo chẳng được gì. Và con voi đầu tiên được chim sẻ nắng đưa về. Vài hiêu đầu, một voi, hai quả phụ. Mắc bèo. Rồi, lấy con voi này. Cho nó hút một cái nó gọn gàng. Và voi được đưa về thành công. Bài ổn rồi anh em ơi. Xong sớm thêm kéo ACEA đi. Cái này thì tùy anh em biết thụ có chịu được nhiều hay không thôi. Chứ còn anh em thì vẫn rất thoải mái anh ạ. Được cái anh em lại không ngại gì cả, không ngại va chạm. Thích là súp. Và đến với trận đấu này, trận thi đấu thứ 10 trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn về nhà tài trợ Omino, một đơn vị đang đồng hành cùng chim sẻ nắng Studio để phát triển cộng đồng ở Việt Nam. Omino là đơn vị chuyên cung cấp sản phẩm chăm sóc và tẩy rửa nội thất ô tô. Anh em nào đang muốn trở thành đại lý phân phối các sản phẩm tới từ nhà tài trợ Omino chúng tôi thì các bạn có thể liên hệ qua số điện thoại hotline đang có trên màn hình. Đó chính là số điện thoại hotline 0396942122. Rất mong được anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng chim sẻ nắng Studio nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Tối nay thì thôi không được rồi anh Quyền ơi. Lát nữa thì đi giao lưu phối kết hợp tí anh em ạ. Này có con bé ở mẹ em xã hội Sài Gòn ra, anh em gặp nhau tí. Cày ghê. Rồi làm chiếc MG nữa, hai quả phụ thôi, bài khỏe anh em. Đối đầu với Katha. Gì lại thế rồi đâu anh. Sáng mai thì nếu mà có chơi thì cũng phải tầm 11 giờ mới chơi được anh ạ. Chào anh Nguyễn Tùng nhá. Sao phải nói bé anh, nói mình là đông con trai, nói to luôn. Cũng gì phải bé với cả nhỏ ở đây cả, to nhỏ làm gì. 26 dân nữa lựa chọn sẻ trận đấu này. Câu chuyện này thì em không phát biểu được anh Nguyễn Tài ạ. Anh hỏi câu khó quá, không nằm trong phạm vi trả lời của em. Cái câu trả lời này thì thuộc thượng tầng hơn, em thì tầng dưới. Đợi khi nào tầng trên có câu trả lời thì em sẽ thông báo với anh em nhé. Tránh Thanh Hoàng nhá. Rồi, xoay tham một tơn. Và cùng xem chị Nám sẽ có bài gì. Các nét còn mỗi cửa là cũng có một áo, cũng có một áo chúng ta cũng có. Chị Nám trận này bài này còn xấu do tận 2600 bản đồ. Thì làm gì có cửa. Chắc chắn là rồi sớm hơn rồi, là do 2600 bản đồ làm gì có cửa chị 8. Quýt. Rồi, kích đời, 13x. Trận này trận nữa thôi. Chào anh Thanh Bùi nhá, chào anh em. Cơ cấu dân khai thác mỏ vàng của mình. Đấy, không hiểu. Chưa thấy có bài nào nó quá ghê gớm cả. Lên một đấy em ơi. BB thần 5 lít nữa. Thôi anh ơi. Kèo này kèo đỉnh cao đâu, phải kèo lai top top đâu mà. Anh em yêu cầu đánh quả BB thần nữa. Rồi tập trung cơ cấu ra ruộng, chỉ 8 người cơ cấu mỏ vàng. Mình do cấu giáp chọc đúng mỏ vàng để vỡ. Rồi nó bò được rồi. 4 dân ăn vàng. Đây ngồi tập trung ra ruộng thôi, lên đời chủ UP. Đây. Vậy ông em. Ái da. Khá quá nhờ. Vậy rất nhanh anh em nhá. Chưa thấy giỏi chỉ làm đến nha. Một lờ nâng cái bánh xe trước. Rồi, ấy, vậy mới vậy đấy. Vậy, một p thế thôi. Làm tặng 3 dân không có nhiều. Chưa thấy giỏi chỉ làm đâu cả.
Rồi gái ơi, các bạn gãy ngay 3 dân rồi. Đấy, thế là mất hết luận ruộng. Đây là dân vô của đối phương. Xe đi, xe có một cái P ở nhà để thủ và chỉ tạm đánh do thủ ở trong trận đấu này. Đợi mấy xe không làm tí sắp đơn nữa. Em tránh IB Nguyễn nhá, hello anh. Bắt đầu phấn ruộng này cho anh thủ chim xe. Mọi thứ nó khá đơn giản với một bài rô màn lên sớm hơn Kataria. Rồi sẽ thả vào góc 3 giờ nơi đang có những dân đám ở đó. Rồi vào thôi. Đây, thêm một dân làm ruộng nữa lên từ 98. Cho gió vào trong để làm thêm một dân nữa trên 4 dân. Gợi. Đây, dân bên trong 3 giờ cũng bị to. Và tỷ số là 8-2. Khá đơn giản. Con gió ta đã nhìn thấy bóng dân ở trong này rồi nên là cũng không thể chạy được đến từ 98. Rồi, 9-2 là tỷ số đẹp anh em nhá. Kết thúc. Cái gì mà đông quá trời quá đất, toàn khách mời xịn sò với người nổi tiếng. Có bạn chim sẻ đi nắng, tân một cú, yêu lê xinh đẹp này. Sự kiện lần này là lễ ra mắt thương hiệu Omino chuyên các sản phẩm về chăm sóc sấy cưng. Có thể kể đến như Omino tẩy đa năng dạng bọt, Omino xịt bóng lốp, Omino xịt khử mùi ô tô, Omino tẩy nhựa đường, Omino nước rửa kính chuyên dụng, Omino xịt dưỡng bóng nội thất hương cà phê. Omino luôn mong muốn sẽ đem đến diện mạo mới dành cho xe ô tô của bạn, đảm bảo đầy đủ yêu cầu của khách hàng về sự an toàn của sản phẩm và tiết kiệm chi phí bảo dưỡng cho xe của khách hàng. Tất cả khách mời đều rất mong chờ các sản phẩm đến từ thương hiệu Omino được tung ra thị trường. Cái nơi rửa xe nó ở xa nhà quá, trung tâm spa nó xa nhà quá thì mọi người có thể chủ động sử dụng các sản phẩm như Omino để tự chăm sóc xe của mình cách tốt nhất. Cảm ơn sự kiện lần này của thương hiệu Omino đã mang lại giá trị cực lớn cho người tiêu dùng. Người Việt dùng hàng Việt, anh chị em nhà mình cứ yên tâm mà sử dụng chăm sóc sấy cưng nha. Chúng ta cùng chờ đợi đến với chung kết sớm với game thủ Vitamin U98 ngay sau đây thôi. Ờ. Oh. Đúng, đúng, đúng. Kết thúc rồi. Yes. Rồi, ta sẽ đến với trận đấu này thôi. Yes. Đây là Baby đến từ chim sẻ thôi, gỡ đánh đôi cho đủ combo này. Kết thúc. Zoman được. Baby Zoman anh em nhá. Bữa này thì con Zoman nó sẽ có khả năng ép đời tốt hơn tí, mà nói chung là giúp được anh em ạ. Làm vòng đi dò, hiệu đầu đã có từ đủ chim sẻ. Baby Room, một cái rừng là rừng dừa, có voi luôn, có xe dò luôn. Quả đầu đâu? Hay là không ăn được quả đầu luôn đi. Rồi, xong rừng dừa rồi, vợ. Ca cổ ơi. Hỏng rồi. Quả đầu lại sau rừng này. Khoài. Đây tận chiến này anh em ạ, sau mỏ. Sau mỏ đá, sau bầy hiêu. Ui giời. Rồi BG, quả đầu 7. Hiêu đầu 6 con, voi 1 con. Thế bài khu. Em có thể nó nhân đôi ăn cả gỗ cả vàng hay sao ấy. Tí nữa check thì mới biết được anh em ạ. Chào anh chiến thắng nha, chào anh em. Vậy là bài đấu đang có một quả đầu 7 cây đến từ cái đủ chim sẻ. Một bầy hiêu, một con voi trong trận đấu này. Hello tất cả các xem nhé, hello mọi người luôn anh em. Rồi, lùa mấy nhiêu này về thôi. Một bầy hiêu đầu 6 con dành cho cái thủ chim sẻ nắng đang được đưa về với bài đấu này. Và lùa mấy nhiêu này về. Có xe giò tìm đồ ăn và làm vòng nữa đi giò. Chậm dân thể đầu là điều không thể tránh khỏi rồi khi mà chúng ta thấy quá muộn. Chào anh Khải Huy nhá. Anh tập trung đưa yêu về đến vị trí xe. Với một thế trận mà ngay thiệp đầu đã chậm dân thì cũng sẽ rất là căng đến từ vị trí xe nắng đây. Quan trọng những đoán tiếp theo như thế nào và bài 98 nó ra làm sao nữa anh em ạ. Sau buổi tối ngày hôm nay tôi thấy bài vở cái vị trí 8 đang không thực sự đẹp né đâu chứ tử. Rồi né được rồi. Yêu đưa về. Bảy yêu đầu 6 con có thêm con voi thứ hai. Xe giò hy vọng thấy một quả nữa thì bài này cũng vẫn ok, vẫn triển được. Phải hai voi hiêu đâu.
Rồi lùa đốt hàng đi đâu trong bầy yêu đầu về thôi. Rồi còn câu voi nữa. Xe giò thì hy vọng nó sẽ tìm ra được mỏ quả để cho những chim sẻ với bài Babylon này. Xong còn hiểu cuối cùng lại đi tận đâu đi kìa. Xa thế. Cảm ơn Thanh Hoàng với 50 sao gửi tặng game phục chim sẻ nhá. Rồi quay đầu luôn, rất mất thao tác. Rồi câu lạng con này về. Vâng, và đến với trận đấu này, trận chung kết sớm dành cho game thủ Vitamin U98, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn về nhà chợ Omino, một đơn vị đang đồng hành cùng chim sẻ nắng Studio để phát triển cộng đồng AME Việt Nam. Omino là một đơn vị chuyên phân phối và cung cấp các dòng sản phẩm chăm sóc tẩy rửa nội thất ô tô. Anh em nào muốn trở thành đại lý phân phối các sản phẩm tới từ nhà chợ Omino chúng tôi thì các bạn có thể liên hệ qua số điện thoại hotline đang có trên màn hình. Đó chính là số điện thoại hotline 0396942122. Rất mong anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng chim sẻ nắng Studio. Cảm ơn anh em rất nhiều. Tí nữa đi đường dần. Cả đi Quang Phúc với 10 sao của thằng chim sẻ ạ. Đây quả phụ đây ạ. Ok, như vậy là đã đủ đô. Đôi voi bị hiệu quả một bài cơ bản. Chậm dần thì hiểm đầu. Bài này kích mắc binh thì cũng phải tầm 10-40. Rồi con voi thứ hai sẽ đưa về cho bài đấu này. Cố tìm thêm một con voi nữa cho nó khỏe khoắn hẳn luôn. Rồi, có xe giỏi chỉ đá đi qua đây rồi. Ồ, nhà hàng dân tộc quán Sapa sẽ biết là bố của nhím nhỉ. Chào anh ạ. Đúng em bố của nhím đây anh ơi. Sao anh lại biết em ta? Rồi kéo dân đi khai thác một quả phụ mình và tiết kiệm nốt con hươu trong bầy hươu đầu dành cho cái vụ chim sẻ. Một quả phụ đang có được 6 cây. Cứ tưởng kéo cân này. Hôm nay thì quân bài ủng hộ nhiều anh em ạ. Và đang cơ cấu nhà điều kiện và lên đời muộn hơn so với game thủ Vitamin U98 một chút xíu với một bài cầm Babylon như thế này. Kích đời, kích đại, 11 phút 05 với 26 dân. Cảm ơn Nguyễn Dũng với 10 sao gửi tặng cho game thủ chim sẻ nắng nhá. Đánh thẳng cung luôn rồi. Khá là tự tin với thế bài khung. Gõ thẳng cung luôn. Và đây con giò chỉ đám đang lọt vào bên trong nhà của game thủ chim sẻ. Ta có một tê để thủ rồi, mất một dân, con giò này không còn nhiều máu nữa. Cố gắng bò kín nhà cửa mình đánh thẳng cung với đội bạn luôn. Vâng, cái mỏ quả này thì khả năng là sẽ khá là kín đáo đấy, game thủ chim sẻ bởi vì nhà ta đã kín rồi. Thì con giò thì bạn sẽ không có cửa để có thể chạy về mặt 6 giờ tìm nữa. Sẽ là muốn bò kín nhà luôn nhưng mà lại cho con giò thoát ra. Rồi như vậy con giò vẫn giữ được đến từ 98. Sẽ chạy về mặt 6 giờ, nó cứ bánh xe, nó đếm dân đủ sẻ từ nãy đến giờ rồi. Nó sẽ biết là chúng ta còn dân đang hoang bên ngoài anh em ạ. Bò bế được kín cái nhà của mình. BA tiếp theo, BA thứ 3. Bên 98 cũng lựa chọn công khai không, bây giờ chỉ đau nhất là bị phát hiện tơ dân đang hoang này thôi. Nên là quyết định là để lại một dân và đi tìm con hoang tiếp. Nhưng mà đây sẽ là chạy về phía nhà đội bạn này. Còn bạn đã quay trở lại đây rồi. Đấy, gửi tân dân ở ngoài kia. Đội khấu ra ruộng, đánh cung. Đấy, có một con voi ăn luôn thì ăn đi thôi, thì tầm này thì không có gì phải suy nghĩ nữa rồi anh em ạ. Rồi, cơ cấu ra ruộng đến từ game thủ chim sẻ nắng thôi. 3A. Chưa thì có dấu hiệu công gì đến 98 nhỉ? À không, có công ca. Như vậy là có công ca đến từ game thủ Vitamin U98 ở góc này. Góc 6 giờ lên. Nào, bò cái gì? Đào vàng lên góc 4 luôn à. Bài 98 quyết định công ca vào nhà chim sẻ. Và đã có chém.
2L cũng ca luôn. Hôm nay chưa 1L cũng ca thôi, bởi vì là hai con chém từ đầu. Giò chém kia chắc chạy đến 12 giờ tìm dân hoang chim sẻ đấy. Rồi ca bắt đầu nã rồi. Có một cái ở đây. Có ăn vàng để lên công nghệ đó chính là giáp 4. Cung R rồi bạn, à xin lỗi là ca rồi bạn đang nã bắt đầu cung R cái vụ chim sẻ vẩy chéo button và giữ dân. Cung tiếp theo. Vẫn còn những con cung R đang nở ra, con cung R chạy ra bên ngoài vẫn đang giữ được tới chim sẻ. Chỉ đang muốn tuồn chém vào bên trong lắm rồi. Rồi cũng quân thôi. Ăn gỗ bên ngoài. Làm cái ruộng ở đây. Chỉ đám đang không phát hiện ra cái góc 6 giờ của cái vụ chim sẻ. Ở cái góc này thì mà chém ra vào thì bao nhiêu cho đủ, cái khe rất là hẹp thôi anh em ạ. Chỉ đám cố tận con ca và con ca đã nằm xuống. Cung R sẽ đã là giáp 4 và chỉ đám vẫn lấy dân ra để vụt. Tham lai là số 43 trên 48 dành cho bài đấu này. Có bế nhà cửa mình và cung R đứng trong. Ơn đi e như thế này mình nghĩ là không đem lại hiệu quả cao. Nếu chị tám sẽ tự tin ra bắn ca luôn, bởi cái góc này thì chém chị tám không vào được anh em ạ. Khe này nó quá hẹp, nếu mà công thì phải công vào cái dãy BE ở với nhà mặt nhà BA này cơ. Công vào mặt này thì khoai. Còn BA thứ tư đến từ cái thủ chim sẻ nào, chị tám đi e cho chị tám vào rồi. Cung R đã ra 4, tự tin luôn. Ở đây thì mình chỉ có 6 con chém thì chị tám sẽ về e, không có chị tám ra được rồi. Thôi. Quá khó dành cho em dài, đơn giản đấy nhở. 9-2 thì cái thủ chim sẻ trong kèo đấu này. Và 98 không có gỗ. 9-2 nha anh em nhá. Kết thúc buổi tối ngày hôm nay một tỷ số khá là hủy diệt dành cho game thủ chim sẻ nắng. 9-2. Và hẹn lại anh em vào buổi tối ngày mai lúc 19 giờ với kèo 44 random. Còn bây giờ thì xin chào lại anh em trong buổi tối ngày hôm nay. Chúc anh em buổi tối ngủ ngon. Và trước khi khép lại buổi tối ngày hôm nay, tôi xin trân trọng cảm ơn nhà trợ Omino đã đồng hành và tin tưởng cùng chim sẻ nắng Studio. Cảm ơn anh em rất nhiều. 9-2, đó là tỷ số chung cuộc kèo đấu này. Ok.